vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 53. Bạch Tiêu Vân hướng bên ngoài đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại, ta trong khoảng thời gian này sẽ tiếp tục bế quan, chuẩn bị đột phá đến khí thức cảnh, nhưng, nếu Sở Trần xuất hiện, các ngươi đối phó không được, tùy thời có thể thông báo cho ta xuất quan, ta đến hàng phục hắn. Nói xong, Bạch Tiêu Vân cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. 6 giờ 30 chiều, tòa nhà Sơ Hối Kinh Thành, công ty dược phẩm Bắc Trần đã sớm qua giờ tan ca, nhưng lúc này, không khí trong công ty vẫn náo nhiệt như trước. Tống Nhan Hạ Bắc cùng Hạ Ngôn Hoan đi ra khỏi phòng họp, bọn họ mở một cuộc họp ngắn để tiến hành công tác điều phối tiếp theo của Bắc Trần. Sở Trần đã xuống máy bay rồi, khóe miệng Tống Nhan bất giác cong lên cười. Xa cách nhiều ngày, cô nhớ chồng mình rồi. Ánh mắt mọi người trong đại sảnh nhìn qua. Hạ Bắc khuôn mặt mỉm cười, đi thôi, xuất phát, nhà hàng Sơ Hối. Trong lúc đó, một trận tiếng hoan hô vang vọng, mọi người vây quanh hai vị lão tổng trẻ tuổi của Bắc Trần, cao hứng phấn chấn, sau khi xuống thang máy, đi ra đại sảnh, đi về phía nhà hàng Sơ Hối cách đó không xa. Hơn 100 người, trùng điệp, khiến người ta chú ý. Không ít người qua đường nhao nhao ghé mắt, nhân viên của Bắc Trần cũng không khiêm tốn, khi có người qua đường đưa tới ánh mắt nghi vấn, lập tức sẽ có người cười mở miệng giải thích, chúng tôi là công ty dược phẩm Bắc Trần mới tới. Tổng giám đốc mời chúng tôi đến nhà hàng Sơ Hối ăn cơm. Nhất thời dẫn tới càng nhiều ánh mắt hâm mộ ghen tị. Tống Nhan cũng thật không ngờ, một đường đi tới, khiến nhân duyên qua đường của Bắc Trần lập tức tăng vọt không ít. Rất nhiều người đều biết tòa nhà Sơ Hối một công ty dược phẩm Bắc Trần chuyển vào, phúc lợi siêu tốt, ngay cả nhân viên bảo vệ vệ sinh, hôm nay đều được mời đến nhà hàng Sơ Hối ăn cơm, nghe nói tổng giám đốc còn đặc biệt chuẩn bị bao lì xì lớn. Dược phẩm Bắc Trần là công ty gì? Không ít người bắt đầu hỏi thăm, mọi người dược phẩm Bắc Trần chậm rãi tiến vào nhà hàng Sơ Hối. Lúc vừa mới đi vào đại sảnh, mọi người theo bản năng yên lặng, đi tới nơi này liền đại diện cho hình tượng của Bắc Trần, bất kể là nhân viên mới và cũ, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh mỹ nữ tống giám đốc bắt rắn phá cục, đều sinh ra cảm giác thuộc về Bắc Trần cực kỳ mãnh liệt. Quản lý khách sạn họ Ngô, là một mỹ nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp. Dẫn mọi người Bắc Trần đi về phía trước. Ban đầu Hạ Bắc đặt trước 20 bàn, sau đó lại táng thêm 20 bàn, tổng cộng 40 bàn, sắp xếp ở sảnh tiệc lớn nhất của nhà hàng Sơ Hối, sảnh tiệc tên là Bách Xuyên. Cái tên này tôi thích, lúc Hạ Bắc đi vào sảnh tiệc, mỉm cười nói, hải nạp Bách Xuyên dung hòa rồi lớn mạnh, người nhà Bắc Trần chúng ta đến từ nám sông bốn bể, hôm nay có thể gặp nhau một chỗ chính là một loại duyên phận, tôi đề nghị, sau này Bắc Trần ngày này hàng năm đều tổ chức một bữa tiệc tối tại sảnh tiệc Bách Xuyên của nhà hàng Sơ Hối. Trong sảnh tiệc nhất thời phát ra một trận tiếng hoan hô. Hạ Tổng, ngộ nhỡ sang nám đội ngũ Bắc Trần chúng ta lớn mạnh, một sảnh tiệc Bách Xuyên không ngồi xuống đủ. Có người cười nói, một sảnh tiệc ngồi không đủ, liền có hai, ba, thật sự không được, chúng ta liền thuê nhà hàng này làm nhà án cho công ty. Hạ Bắc nghiêm trang, mọi người cười ha ha, bầu không khí ấm áp và hài hòa. Đương nhiên, câu nói cuối cùng của Hạ Tổng không ai coi là thật, thuê một nhà hàng xa hoa năm sao đến làm nhà ăn của công ty, ai có thể làm được. Nhưng Hạ Bắc giờ phút này cảm thấy, mục tiêu nhỏ đầu tiên mình phấn đấu ở Kinh Thành đã xác định được. Sau khi nhân viên của Bắc Trần ngồi xuống, khách mời cũng lần lượt có mặt. Không thể không nhắc lại trận phong thần của Tống Nhan, sau khi video clip xuất hiện, lại càng chấn động lòng người, chinh phục không ít người trong tòa nhà Sơ Hối. Mấy công ty thậm chí là nhân vật cấp bậc tổng giám đốc tự mình đến đây, muốn tận mắt chứng kiến phong thái của vị mỹ nữ Tống Tổng Bắc Trần này. Đương nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Tống Nhan, cũng không có thất vọng. Cho dù dược phẩm Bắc Trần chỉ là hôm nay mới chính thức gia nhập tòa nhà Sơ Hối, thế nhưng, nhan sắc Tống Nhan tuyệt đối là trần nhà của tòa nhà Sơ Hối. Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan chủ yếu phụ trách tiếp đãi khách. Tống Nhan thỉnh thoảng nhìn điện thoại, nhắn tin với Sở Trần. Đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng toát ra chờ mong, Sở Trần còn nửa giờ nữa, liền có thể đến nhà hàng lớn Sơ Hối. Tam tiểu thư, là cậu ba sắp tới. Tiểu Dũng chú ý tới vẻ mặt Tống Nhan. Tống Nhan mỉm cười gật đầu. Tiểu Dũng cũng vô cùng chờ mong, bởi vì mẹ hắn là bảo mẫu phụ trách sinh hoạt của tam tiểu thư cùng cậu ba. Hắn đối với sự tích truyền kỳ của vị cậu ba Tống gia này, so với những người khác ở Bắc Trần hiểu rõ hơn. Tiểu Dũng cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu ba. Nửa giờ này, trong mắt Tống Nhan, quá dài. Nhiều lần nhìn thời gian, chỉ hơn 10 phút trôi qua. Tống Nhan đã không đợi được nữa, cô
cô đi qua, nói với Hạ Bác một tiếng, mình muốn lên tầng một đón Sở Trần. Nhưng Hạ Bác vừa nghe cũng muốn đi theo, đối với hắn mà nói, đi đón anh Trần cũng là chuyện lớn hàng đầu. Chỉ để lại Hạ Ngôn Hoan chiêu đãi khách, hai vị tổng giám đốc Bắc Trần đều rời khỏi phòng tiệc. Một màn này thu hút không ít người chú ý, rất nhiều người đều nhìn bóng lưng hai vị tổng giám đốc Bắc Trần rời khỏi phòng tiệc Bách Xuyên, âm thầm suy đoán, bọn họ muốn đi đón người nào. Có thể để hai vị tổng giám đốc Bắc Trần tự mình nghênh đón, nhất định là nhân vật quan trọng. Trong khách khứa, ánh mắt có người nhao nhao sáng lên. Bọn họ có cơ sở ngầm của Liên minh Dược phẩm Kinh Thành, dược phẩm Bắc Trần cường thế tiến vào Kinh Thành, rất nhiều người đều đang suy đoán đến tột cùng là ai ở sau lưng bọn họ làm chỗ dựa, xem ra, đáp án rốt cục cũng lộ roi. Tôi nhận được tin tức, Tiên Thảo Đường muốn tối nay, làm một vài chuyện, bước đầu tiên đã tập họp thành viên câu lạc bộ siêu xe. Lúc này phỏng chừng cũng sắp đến nhà hàng Sơ Hối rồi. Dược phẩm Bắc Trần tối nay, chỉ dựa vào hai vị tổng giám đốc từ bên ngoài đến, phỏng chừng còn không chấn giữ được cục diện. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, sau lưng Bắc Trần, đến tột cùng là người nào. Thất lễ một chút, tôi đi vệ sinh, có người bắt đầu thi triển thuật chạy trốn, âm thầm đuổi theo, muốn biết thân phận người thần bí sau lưng Bắc Trần trước. Sảnh nhà hàng Sơ Hối, Tống Nhan và Hạ Bắc vừa bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy thần thái của vị mỹ nữ dáng người cao gầy kia Ngô quản lý tựa hồ không tốt lắm. Nhất là sau khi nhìn thấy Tống Nhan và Hạ Bắc, khuôn mặt theo bản năng biến ảo một chút. Hạ Bắc không còn là vị tam thiếu gia Hạ gia bị người ta xem thường kém cỏi lúc trước nữa, hắn bắt được ánh mắt Ngô quản lý, ánh mắt theo bản năng liếc mắt nhìn bên ngoài, tiếng xe thể thao ầm ầm vang vọng, thật ồn ào, Hạ Bắc nhíu mày một chút, Ngô quản lý, bên ngoài là tình huống gì? Ngô quản lý cuối cùng cũng là người chuyên nghiệp đã quen cảnh này, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khuôn mặt nổi lên nụ cười, bọn họ đến từ câu lạc bộ siêu xe, là vòng tròn thứ hai nổi danh ở Kinh Thành, nếu như cùng bọn họ giao tiếp tốt mà nói, ở Kinh Thành, làm rất nhiều chuyện, đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Giám đốc Ngô đang ám chỉ nhắc nhở Hạ Bắc và Tống Nhan. Ngụ ý là đừng trêu chọc phú nhị đại của nhóm siêu xe này. Bọn họ là hướng về phía Bắc Trần. Trong đầu Tống Nhan hiện lên suy nghĩ này, từ vẻ mặt Ngô quản lý có thể thấy được. Tống Nhan quả thật không ngờ, đối phương lại còn mời ra một đám phú nhị đại như vậy tới đây. Cảm ơn nhiều, Tống Nhan gật đầu ra hiệu với Ngô quản lý. Tống Tổng, hai người sao lại xuống đây? Ngô quản lý không khỏi hỏi. Con người Tống Nhan toát ra vẻ xấu hổ, trong lòng tràn đầy chờ mong cán bản không che giấu được, chồng tôi sắp tới rồi. Ngô quản lý sửng sốt một chút, nàng quả thật cũng không nghĩ tới. Vị tổng giám đốc xinh đẹp trẻ tuổi quốc sắc thiên hương trước mắt này, lại đã kết hôn, hơn nữa còn ở trong thời gian này, cao giọng đi xuống nghênh đón chồng. Ngô quản lý phục hồi tinh thần lại, nghĩ thầm chính là, đến tột cùng là người đàn ông nào, mới có thể xứng với một người phụ nữ mạnh mẽ ưu tú như vậy. Quản lý Ngô cùng Tống Nhan và Hạ Bắc đi ra khỏi đại sảnh. Trước đại sảnh khách sạn Sơ Hối có 5 làn xe, tạm thời dừng xe cho xe ra vào khách sạn, giờ này khắc này. Nám làn xe cơ hồ đều bị từng chiếc siêu xe chiếm cứ, bọn họ không tắt máy, thậm chí cũng không xuống xe, từng chiếc siêu xe phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Trên một chiếc xe, khuôn mặt Vương Tái Khôn lộ ra ý cười, câu lạc bộ siêu xe đã lâu không xuất hiện cao cấp như vậy. Từ sau lần trước, hắn bị anh trai Vương Tái Tiên nhốt lại, mãi đến đoạn thời gian trước, tai nạn thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, anh trai bắt đầu bận rộn, cũng không rảnh để ý tới hắn. Vương Tái Khôn hôm nay có cảm giác trời cao mặc chim bay. Cuối cùng cũng thoải mái. Loại cảm giác này, quả thực quá mức làm cho người ta hoài niệm. Những người còn lại của câu lạc bộ siêu xe cũng tràn đầy sự phấn khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là hành động đầu tiên của câu lạc bộ siêu xe trong thời gian gần đây. Các thành viên siêu xe đã kìm nén trong một thời gian dài không thể chờ đợi từng người một đến đây. Sảng khoái. Vương Tái Khôn ngồi trên đầu xe, cười ha ha, Văn Thiếu sao còn chưa tới. Trên một chiếc siêu xe màu đỏ khác, tối nay Tiêu Dung cũng trang điểm tỉ mỉ, trang điểm đậm diễm lệ, cả người tản ra mùi nước hoa, thu hút ánh mắt của mấy chiếc xe ở gần. Đây là nữ thần trong lòng bọn họ, chị Dung. Đôi mắt Tiêu Dung mang theo mị hoặc, khó có được Ván Thiếu mời chúng ta đến nhà hàng Sơ Hối, chúng ta đương nhiên phải cho hắn đủ phô trương. Toàn bộ câu lạc bộ siêu xe hầu như đều đến đông đủ. Màn phô trương này còn chưa đủ lớn sao? Trên xe đậu song song, Dương Bính Hỉ một tay vịn vô lăng, một tay hút xì gà. Khi Tống Nhan và Hạ Bắc đi ra,
ánh mắt của rất nhiều người cũng theo bản năng nhìn chăm chú, ánh mắt nhao nhao lướt qua một trận kinh diễm. Tiêu Dung cũng nhìn thấy Tống Nhan, dưới con ngươi xẹt qua một trận ghen tị, hừ nhẹ một tiếng, đôi nam nữ này là ai? Chị Dung, em thay chị hỏi một chút đi. Vương Tái Khôn cười cười nhảy xuống xe, phong độ nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Tống Nhan, khuôn mặt mỉm cười, vươn tay ra, xin chào mỹ nữ, tôi tên là Vương Tái Khôn, một trong những người sáng lập câu lạc bộ siêu xe kinh thành. Vương Tái Khôn không tự nói thân phận thiếu gia vương gia của mình, bởi vì bất kể là trưởng bối trong nhà hay anh trai Vương Tái Tiên đều không chỉ một lần cảnh cáo hắn, ở bên ngoài không được lấy hiệu vương gia làm chuyện. Trong mắt Vương Tái Khôn, danh hiệu người sáng lập câu lạc bộ siêu xe đã đủ chấn động đôi nam nữ trước mắt. Tiếng xe thể thao gầm rú trước cửa nhà hàng Sơ Hối thấy Vương Tái Khôn mở miệng giảm xuống không ít, rất nhiều ánh mắt đều nhao nhao nhìn chăm chú. Khuôn mặt Ngô quản lý hơi biến ảo. Hồng Nhan Họa Thủy, cô biết câu lạc bộ siêu xe đêm nay là ván Phạm Tinh điều động tới, đối với dược phẩm Bắc Trần không tốt, nếu lúc này Tống Tổng biểu hiện có chỗ khiến Vương Thiếu gia không hài lòng. Điều này tùy thời có thể trở thành lý do câu lạc bộ siêu xe làm khó dược phẩm Bắc Trần. Tống Nhan gật gật đầu, lễ phép đáp lại một tiếng, xin chào Vương Tiên Sinh. Tống Nhan cũng không đưa tay ra, cho dù là lễ bắt tay, cô cũng không có thói quen này. Tay cô chỉ thuộc về sỏ chân, nụ cười trên khuôn mặt Vương Tái Khôn lúc này ngưng động, tầm mắt trong nháy mắt liền lạnh như băng híp lại. Trước sự chứng kiến của nhiều thành viên câu lạc bộ siêu xe, đây quá mất mặt. Khỏe miệng Vương Tái Khôn lạnh lùng nhếch lên, hạ thấp giọng nói, phía sau tôi có rất nhiều bạn bè đang nhìn, đã được ám chỉ rất rõ ràng. Được thôi, cho thể diện vẫn cho. Hạ Bác ở một bên quyết đoán đưa tay ra, nắm lấy tay Vương Tái Khôn, chào Vương Thiếu gia, tôi tên là Hạ Bác. Trong lúc đó, một trận thanh âm ồn ào vang lên. Vương Thiếu gia muốn nắm tay mỹ nữ, lại bị người chặn lại. Các thành viên câu lạc bộ siêu xe xem náo nhiệt cũng không ngại chuyện lớn. Đồng thời, cũng có người mở miệng, Hạ Bắc, hình như tôi vừa nghe cái tên này ở đâu đó, đúng rồi, chính là một trong hai vị tổng giám đốc trẻ tuổi của dược phẩm Bắc Trần kia. Thì ra là hắn, mỹ nữ bên cạnh kia, chính là Tống Tổng tay không bắt rắn. Hai tay này có thể bắt rắn, dựa vào cái gì không thể cùng anh Khôn của chúng ta bắt tay. Nói cách khác, anh Khôn chúng ta không bằng rắn. Nếu là tôi, cũng chịu không nổi ủy khuất này. Tiêu Dung cũng nở nụ cười, hứng thú nhìn. Khuôn mặt Vương Tái Khôn nhất thời âm trầm, cảnh tượng dường như mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Ngô quản lý ở một bên có chút không biết làm sao, cô cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Ngô quản lý muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Thì ra là Tống Tổng Bắc Trần. Vương Tái Khôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhan, cô giả vờ thanh cao cái gì. Vừa dứt lời, Hạ Bắc có chút nhìn không được, vừa định nói Vương Tái Khôn. Lại đột nhiên nhìn thấy, trên làn đường phía trước, giữa hai chiếc xe thể thao, một chiếc taxi từ từ chạy vào, Tống Nhan cũng không để ý tới Vương Tái Khôn, còn người rơi vào chiếc taxi này. Bây giờ trước cửa nhà hàng Sơ Hối, nám làn đường đều là xe sang của câu lạc bộ siêu xe, dưới bầu không khí dương cung bạt kiếm này, đừng nói là taxi, cho dù là khách cũng ở nhà hàng Sơ Hối, đều tình nguyện lựa chọn ở bên ngoài chờ một hồi, không dám chọc giận đám phú nhị đại này. Nhưng đúng lúc này, lại có một chiếc taxi xuất hiện. Cũng giống như, trong bầy sói đột nhiên xuất hiện một con cừu nhỏ, không ít người vây xem cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Chiếc taxi này, điên rồi sao? Ai cho hắn lá gan lái xe ở đây? Hắn vào được, chỉ sợ là không ra được. Câu lạc bộ siêu xe của đám phú nhị đại này có thể vô pháp vô thiên, tài xế này không cẩn thận rồi. Không ai chú ý tới, dung nhan của Tống Nhan, một nụ cười dần dần nở, rộ như hoa quỳnh. Người cô đợi đến rồi bên trong xe taxi, người lái xe quả thật run rẩy, hai tay cầm vô lăng đều đổ mồ hôi. Tài xế, anh cẩn thận một chút, ngộ nhỡ cọ phải chiếc xe sang trọng nào, phải bồi thường tiền. Một thanh niên ngồi lái phụ, khuôn mặt lạnh lùng, mỉm cười như có như không. Tài xế vẻ mặt buồn bã, vội vàng gật đầu. Người này quá tệ, hắn căn bản không có ý định đưa người thanh niên này đến trước cửa nhà hàng Sơ Hối, một loạt xe sang dừng lại như vậy, còn không tắt lửa. Phát ra tiếng nổ khiêu khích, rõ ràng chính là cỏ chuyện. Hắn là một tài xế taxi bình thường, sao dám đâm đầu vào. Nhưng, người thanh niên này lại uy hiếp hắn, nói không được liền cho hắn bình luận kém. Tài xế phải thỏa hiệp, cũng không phải hoàn toàn bởi vì bình luận kém, chỉ là người thanh niên ngồi bên cạnh này trên người có một cỗ khí thế hắn căn bản không có cách nào kháng cự.
Chiếc taxi dừng lại, Dương Bính Hỉ vui vẻ nhướng mày, xoay người xuống xe, đi tới, cái gì vậy? Cửa xe mở ra, một bộ thân hình cao ngất thon dài xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Dương Bính Hỉ chỉ cách taxi nấm bước, thân ảnh đột nhiên dừng lại, đồng tử trong nháy mắt mở to đến cực hạn. Ngây ra như phỗng, sao lại là hắn, tại sao là hắn, hắn làm sao lại ở đây? Không chỉ có Dương Bính Hỉ, con người của những người còn lại trong câu lạc bộ siêu xe cũng suýt nữa lồi ra trong nháy mắt này. Sở Trần đóng cửa xe lại, ánh mắt đảo qua, đây cũng quá ồn ào đi. Sở Trần khẽ nhíu mày, thanh âm siêu xe gầm rú nhất thời giống như thủy triều rút đi, siêu xe trên nám làn xe, tất cả đều trực tiếp tắt máy. Một màn này, khiến những người vây xem một màn này trợn mắt há hốc mồm. Ngô quản lý bên cạnh Tống Nhan cũng ngây người, các phú nhị đại của câu lạc bộ siêu xe này, có chút tương phản với không sợ trời không sợ đất trong truyền thuyết. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Tống Nhan, khuôn mặt phiếm qua ý cười ôn nhu, đi qua, mỏ, hai tay ra. Tống Nhan rơi vào trong ngực Sở Trần. Bà xã, chúc mừng. Sở Trần mờ miệng cười. Ngô quản lý rốt cục cũng biết được thân phận của thanh niên này. Chồng của Tống Tổng Bắc Trần. Tuy rằng cô không biết thân phận của anh, nhưng từ mức độ sợ hãi của các thành viên câu lạc bộ siêu xe đối với anh, người đàn ông này, quá không đơn giản. Hạ Bắc sâu kín mở miệng, có vợ, quên mất anh em. Sở Trần cười ha ha, đi qua, vỗ vai Hạ Bắc, anh em sao có thể quên. Hạ Bắc cũng nở, nụ cười, hai người đánh một quyền. Lúc này, Sở Trần mới chú ý tới Vương Tái Khôn gần trong gang tấc, thì ra là Tiểu Khôn, sao cậu lại ở đây? Bởi vì mối quan hệ này của Vương Tái Tiên, Sở Trần cũng không ngại chuyện Vương Tái Khôn từng mạo phạm anh. Vương Tái Khôn theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hạ Bắc hừ lạnh một tiếng, anh Trần, vừa rồi vị Vương thiếu nói chị dâu giả bộ thanh cao. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại. Vương Tái Khôn có loại cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống không độ, thân thể theo bản năng run lên. Sở Trần đi lên, giơ tay tát vào mặt ba cái. Vương Tái Khôn trực tiếp bị hất ngã trên mặt đất. Sở Trần nhìn chằm chằm Vương Tái Khôn, nếu không phải cậu có một người anh trai khá tốt, hôm nay chân của cậu chỉ có thể giữ lại một nửa. Sở Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như báng đảo qua mọi người trong câu lạc bộ siêu xe, các người là tự mình đi, hay là tôi cho người đến mời các người đi. Những lời này tiếp xúc trực tiếp ác cơn ác mộng của mọi người trong câu lạc bộ siêu xe, lúc này, tiếng xe thể thao vang vọng. Từng chiếc xe thể thao giống như thỏ trắng bị sợ hãi, lao vút đi. Lúc này, Vương Tái Khôn cũng bất chấp đau đớn, liên tục lán lộn trở lại xe của mình, nhanh chóng rời đi. Người đàn ông này, họ không thể trêu chọc. Phú nhị đại của câu lạc bộ siêu xe không phải kẻ ngốc, lúc trước sau khi chuyện ở cửa đại viện Bạch Gia phát sinh, bọn họ bị giam giữ một đêm, về đến nhà. Trưởng bối trong nhà điều tra rõ ràng, chẳng những không có đi tìm Sở Trần tính sổ, mà là hung hăng quở trách bọn họ một trận, hơn nữa còn nhốt bọn họ, điểm này đủ để nhìn ra, người đàn ông này, từ nay về sau, câu lạc bộ siêu xe nhìn thấy đều phải đi đường vòng. Nhưng không tìm đường chết thì không phải chết, hôm nay lại đụng phải. Vẫn là bọn họ tự mình đưa tới cửa, ván phạm tinh. Vương Tái Khôn phẫn nộ che khuôn mặt của mình, từ đầu đến cuối, Văn Phạm Tinh không xuất hiện. Vương Tái Khôn hiện tại hoài nghi, ván phạm tinh căn bản là biết người đàn ông đứng sau mỹ nữ Bắc Trần Tống Tổng là Sở Trần. Dương Bính Hỉ cũng nghiến răng nghiến lợi, ván phạm tinh nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Câu lạc bộ siêu xe chạy chối chết, trong nháy mắt, trước cửa khách sạn sơ hối, khôi phục lại yên tĩnh. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, xung quanh không ít ánh mắt trợn mắt há hốc mồm rơi vào trên người anh. Câu lạc bộ siêu xe hùng hồ, cứ như vậy đua nhau chạy trốn. Một câu nói câu lạc bộ siêu xe rời khỏi, theo bọn họ thấy, trên người Sở Trần có một tầng hào quang giống như thần. Ngô quản lý phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vẫn không tự chủ được nhìn Sở Trần. Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là loại đàn ông nào mới có thể xứng với cô gái ưu tú như Tống Nhan, hiện tại đã có đáp án rồi. Sở Trần đi tới trước taxi, nhẹ nhàng vỗ cửa sổ xe một cái. Tài xế vẫn có chút kinh hồn chưa định, đồng thời cũng mang theo chấn động tràn đầy mắt. Hắn thật sự không ngờ, mình lại chờ một hành khách đại thần. Dọc đường đi, Sở Trần cũng cùng vị tài xế này tán gẫu, hiểu rõ tình huống của vị tài xế này. Dưới tình huống vừa rồi, vị tài xế này vẫn cắn ráng lái xe vào, mặc dù có một vài ngôn ngữ cùng khí tức uy hiếp của mình, nhưng điều này cũng đủ để Sở Trần tán thưởng tài xế này. Tài xế họ Lưu, Lưu Trung, anh Lưu, có hứng thú đến dược phẩm Bắc Trần làm việc không?
Sở Trần khuôn mặt mỉm cười nói, làm tài xế của công ty dược phẩm Bắc Trần, đãi ngộ so với anh bây giờ, ít nhất táng gấp đôi, còn thoải mái hơn nhiều. Lưu Trung sửng sốt một chút, vô cùng vội vàng kích động gật đầu, hai tay nắm chặt vô lảng. Cảm động đến rơi nước mắt, trong suốt chặng đường tán gẫu này, hắn và Sở Trần đã thổ lộ hoàn cảnh gia đình của mình, hắn có một người vợ bị bệnh, còn phải nuôi nấng hai đứa con. Không nghĩ tới, mình thuận miệng chút một vài tâm sự người xa lạ, đối phương lại ghi nhớ ở trong lòng, hơn nữa còn giúp đỡ hắn. Ngày mai hãy đến dược phẩm Bắc Trần báo cáo. Sở Trần khoát tay áo, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái nhấc tay, nhưng đối với Lưu Trung, rất có khả năng sẽ thay đổi vận mệnh của người một nhà hắn về sau. Sau khi taxi rời đi, Hạ Bắc mở miệng nói, anh Trần, chúng ta đi vào đi, nhân viên trên dưới Bắc Trần đều khẩn cấp muốn nhìn người đàn ông sau lưng nữ thần tổng giám đốc Bắc Trần. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười, vậy có thể phải chờ một chút, chúng ta còn phải chờ một người. Nghe vậy, Tống Nhan giật mình, nghi hoặc nhìn Sở Trần. Sở Trần cười tủm tỉm nhìn Tống Nhan, mẹ chồng em sắp tới rồi. Sau khi anh xuống máy bay, mới liên lạc với mẹ bối Uyển Thanh. Tim Tống Nhan nhất thời kịch liệt nhảy lên. Mẹ chồng tới, trên thực tế, ngày biết cha mẹ Sở Trần đến từ một đại gia tộc nào đó ở Kinh Thành, trong lòng Tống Nhan đã sớm mô phỏng diễn tập vô số cảnh gặp mặt bố mẹ chồng. Tống Nhan muốn mở Bắc Trần đến Kinh Thành, hơn nữa phát triển, trình độ rất lớn cũng là muốn biểu hiện thực lực của mình. Muốn mình có thể tương xứng với Sở Trần ở trình độ lớn hơn, có lẽ Sở Trần sẽ không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Tống Nhan, khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ như vậy. Tống Nhan không thể tưởng tượng được, mẹ chồng cô tối nay lại tới. Nhịp tim càng lúc càng dồn dập, trong nháy mắt này, Tống Nhan có loại cảm giác cảnh mình diễn tập hơn trăm ngàn lần đều bị vô tình lật đổ. Cô theo bản năng sửa sang lại trang điểm của mình một chút, Sở Trần, anh xem tóc em có rối không? Bộ đồ này có vấn đề gì không? Còn nữa, Sở Trần không nhịn được cười, nắm tay Tống Nhan. Trong đầu em có phải xuất hiện cảnh đấu đá nhau trong các bộ phim đạo đức gia đình hay không? Sở Trần cười mở miệng, yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ rất thích anh. Anh không hiểu, Tống Nhan không để ý tới Sở Trần, tôi đi toilet một chút. Loại chuyện này, cùng đàn ông cán bản nói không rõ. Tống Nhan xem qua một hạng mục số liệu, 90% mẹ chồng cùng con dâu lần đầu tiên gặp mặt. Cảm giác đầu tiên đều khó tránh khỏi sinh lòng khó chịu, dù sao đó cũng là đứa con trai mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, ở trong mắt bọn họ, thật giống như là, trong một đêm bị cướp đi vậy. Tống Nhan không biết độ chính xác của số liệu này cao bao nhiêu, nhưng mà, ít nhất cũng coi như là một tác dụng tham khảo. Cô ấy không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Lúc này, chuyện xảy ra trước cửa khách sạn Sơ Hối đã truyền về phòng tiệc Bách Xuyên. Câu lạc bộ siêu xe do một đám phú nhị đại tạo thành đột nhiên tụ tập trước cửa khách sạn Sơ Hối, hơn nữa còn muốn đùa giỡn tổng giám đốc mỹ nữ của dược phẩm Bắc Trần. Sự xuất hiện của một thanh niên thần bí, không chỉ dọa câu lạc bộ siêu xe chạy, còn tát thiếu gia Vương gia. Đây chính là người làm chỗ dựa sau lưng Bắc Trần. Tư liệu về Sở Trần, trên mạng căn bản không tìm được, nhưng mà, tôi nghe người thân Dương Thành nói qua cái tên Sở Trần này, anh ta đại diện cho một đoạn truyền kỳ của Dương Thành. Tin tức đang lan rộng nhanh chóng, nhà vệ sinh bên cạnh sảnh đợi. Sau khi ở trong toilet tỉ mỉ chỉnh trang một phen, Tống Nhan đi ra, càng thêm xinh đẹp động lòng người, khiến người ta ghé mắt. Sở Trần cũng nhìn không chớp mắt, từ sau khi tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, Sở Trần cũng rõ ràng cảm giác được trên người Tống Nhan sinh ra một trận mị lực càng thêm hấp dẫn người khác, nhất cử nhất động của cô, có loại cảm giác tự nhiên mà thành, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Tống Nhan bề ngoài thoạt nhìn trấn định không ít, nhưng trong lòng vẫn có chút trống rỗng. Dù sao người sắp tới là mẹ chồng của cô, một trong những người cầm lái tập đoàn Sở thị thần bí nhất Trung Quốc, ở khách sạn Hoa Đằng Ỏ, Dương Thành, khi Tiền lão gia tử lấy chứng minh thư của Sở Trần làm điểm đột phá làm khó dễ, tập đoàn này chỉ lộ ra thực lực của phần nổi, cũng đủ để chấn động toàn trường. Mà người thừa kế duy nhất của tập đoàn gia tộc này, đã trở thành con rể ở rể Tống gia, không biết mẹ chồng sau khi biết chuyện này, sẽ có thái độ gì. Sở Trần nắm tay Tống Nhan. Không bao lâu, xa xa, một chiếc xe khiêm tốn mà không mất đi xa hoa từ từ chạy đến. Đến rồi, Tống Nhan điều chỉnh hô hấp, cố gắng duy trì bình tĩnh, lấy tư thái tốt nhất đứng bên cạnh Sở Trần. Tổng cộng có 3 chiếc xe đến. Sau khi xe ổn định, quản lý Ngô là người đầu tiên tiến lên hỗ trợ mở cửa, đồng thời, các nhân viên bảo vệ khách sạn Sơ Hối phản ứng cũng rất nhanh, đi lên. Cửa xe mở ra, từng đạo thân ảnh đi ra. Ánh mắt của không ít người ở đây đều nhìn qua.
Chiếc xe phía trước kia, một người phụ nữ, ăn mặc thanh nhã, ung dung tôn quý, dưới lớp trang điểm nhẹ nhàng biểu hiện ra khí tức của phu nhân hào môn, ánh mắt của bà trước tiên nhìn về phía Tống Nhan bên cạnh Sở Trần. Ánh mắt ôn hòa có loại cảm giác đánh thẳng vào linh hồn, khiến Tống Nhan không tự chủ được căng thẳng vài phần. Sở Trần nắm tay Tống Nhan đi lên phía trước. Mẹ, cô ấy là Tống Nhan, con dâu của mẹ. Bối Huyền Thanh dịu dàng cười, nắm lấy hai tay Tống Nhan, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, mỉm cười mở miệng, Nhan Nhan, nghe nói hôm nay là một ngày tốt lành, mẹ cùng mấy chú bác án trực một bữa. Tống Nhan vội vàng nói, gì khách khí rồi. Bối Huyền Thanh cười tủm tỉm nhìn Tống Nhan, là con khách khí đi, con gọi giống như Trần Trần gọi ta là được. Sắc mặt Tống Nhan ửng đỏ, nhẹ giọng sửa miệng, mẹ. Bối Huyền Thanh lấy vòng tay cổ tay xuống, đây là vòng tay truyền đại của Sở gia, trước kia mẹ chồng ta giao vào tay ta, hiện tại, cũng nên giao vào tay con. Nói xong, Bối Huyền Thanh nắm tay Tống Nhan, đeo vòng tay lên, chợt nắm tay Tống Nhan nói, ta giới thiệu cho các con một chút, vị này là ông Tôn, bà Lý, ông Triệu, ông La, gần 10 người cùng Bối Huyền Thanh tới đây, nhìn qua giống như một nhóm lão nhân về hưu, có người đã đầu đầy tóc bạc, nhưng, trạng thái tinh thần cực tốt. Khuôn mặt rất hiền lành. Sở Trần có chút bất ngờ, ngay từ đầu anh còn tưởng rằng là trưởng bối Sở gia, nhưng không nghĩ tới, những ông bà này, đều không phải cùng một dòng họ. Nhìn như vậy, họ trông giống như một nhóm khách du lịch lớn tuổi. Ông bà, cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự tiệc tối hôm nay. Khuôn mặt Tống Nhan lộ ra nụ cười, mời mọi người vào. Một lão nhân trong đó cười ha ha, Uyến Thanh, con trai cháu cùng vợ, thật sự là một đôi a, tuấn nam mỹ nữ. Nếu chú Triệu thích bọn họ, sau này phải chiếu cố công ty của con dâu cháu một chút. Bối Huyền Thanh không chút khách khí mỏ miệng. Lão nhân lại cười, với thực lực của Sở gia, kinh thành còn có ai có thể khi dễ các ngươi. Mọi người bước vào khách sạn, ngoài cửa lớn, không ít người như trong mộng mới tỉnh, lắc lư tinh thần. Cả hai mặt nhìn nhau, tôi không phải hoa mắt chứ, là tôi nhận nhầm người. Mấy vị lão gia tử này, tùy tiện một người, dậm chân. Kinh thành đều phải chấn động vài cái, bọn họ lại đồng thời xuất hiện, chỉ vì án trực bữa cơm Bắc Trần. Mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh, công ty dược phẩm Bắc Trần này, sâu không lường được a. Trong bọn họ không ít người đều nhận ra nhóm đoàn du lịch người cao tuổi vừa rồi, thân phận của bọn họ ai nấy đều hiển hách vô cùng, một nhóm từng là nhân vật cấp bậc đại lão, hiện giờ mặc dù đã về hưu, nhưng đệ tử của bọn họ trải rộng khắp kinh thành, bọn họ cũng đại diện cho một thế lực. Ví dụ, nếu so sánh câu lạc bộ siêu xe vừa rồi với bọn họ, bất kỳ một người nào trong số họ, chỉ cần một câu nói là có thể khiến câu lạc bộ siêu xe giải tán tại chỗ. Nhưng thái độ vừa rồi của bọn họ, rõ ràng hạ thấp tư thái, vô cùng khiêm tốn. Văn Phạm Tinh còn đang ở tổng bộ Tiên Thảo Đường, lúc hắn đang chuẩn bị xuất phát đến khách sạn sơ hối, nhận được điện thoại của mấy người Dương Bính Hỉ, đầu dây bên kia, mấy người đều trước tiên phát tiết lửa giận trong lòng mình, chất vấn Ván Phạm Tinh. Sau lưng Bắc Trần, lại là Sở Trần. Ván Phạm Tinh đương nhiên sẽ không thừa nhận mình quả thật đã sớm biết chuyện này, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Sở Trần rõ ràng đã mất tích, lại kịp thời xuất hiện ở khách sạn sơ hối như vậy. Yên tâm đi, không phải chỉ là Sở Trần, mọi người chờ xem kịch hay, lần này, tôi có nắm chắc đối phó hắn. Văn Phạm Tinh tự tin 10 phần. Phần tự tin này, đến từ Bạch Tiêu Vân. Sau khi cúp điện thoại, Văn Phạm Tinh đứng lên, quyết đoán mở miệng, Sở Trần xuất hiện rồi, nhanh chóng đi mời Bạch tiền bối. Bạch Diệu Huy gật đầu, bước nhanh về phía nơi Bạch Tiêu Vân bế quan, hắn có loại cảm giác Tôn Hầu Tử đại náo bầu trời, hắn đi mời Phật Tổ Như Lai, khóe miệng theo bản năng dương lên một nụ cười, hắn rất rõ ràng tính của Vân Bá cũng chưa bao giờ phóng đại, hắn nói mình thứ hai thiên hạ, như vậy trên đời này, người có thể đối phó hắn, cũng chỉ có một. Sở Trần cũng không thể đệ nhất thiên hạ, rất nhanh. Bạch Tiêu Vân được mời ra ngoài, cùng xuất phát đi, Ván Phạm Tinh cười tủm tỉm mở miệng, tôi còn mời mấy vị chú bác có giao tình với Vân gia, cùng chúng ta đi, lấy quyền thế của bọn họ, phàm là nói một câu, đều có thể khiến Bắc Trần chịu không nổi. Ánh mắt Ván Phạm Tinh lóe lên lãnh quang, lần này, hắn nhất định phải khiến Sở Trần khắc sâu cảm nhận được một điểm, nơi này, là kinh thành. Văn Phạm Tinh xuất phát, chỉ là, vừa mới xuất phát chưa tới 10 phút. Văn Phạm Tinh liền nhận được điện thoại của một chú bác mà hắn mời. Chú Liêu, Văn Phạm Tinh khuôn mặt mỉm cười chủ động mở miệng, chú đến chưa? Cháu còn 30 phút, ngươi im miệng. Đầu dây bên kia, một trận thanh âm tức giận cắt đứt lời của Văn Phạm Tinh,
Thanh âm phảng phất như muốn tắt điện thoại, giận dữ gầm lên, Văn Phạm Tinh, trước khi ngươi làm việc không thể động não một chút sao? Chúng ta suýt nữa đã bị ngươi hại chết. Văn Phạm Tinh ngây ngốc, còn chưa kịp mở miệng, đối phương cũng đã cúp điện thoại. Bạch Diệu Huy ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy một đợt gầm gừ vừa rồi, nhìn Văn Phạm Tinh, một lúc lâu sau, không khỏi hỏi, nhị thiếu gia, làm sao vậy? Văn Phạm Tinh cau mày, lúc này, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Là một vị chú bác khác hắn mời cùng đến khách sạn sơ hối. Nội tâm Văn Phạm Tinh có dự cảm không tốt, dè dặt nhận điện thoại. Quả nhiên, không có gì bất ngờ, Văn Phạm Tinh lại bị chửi bới một trận. Sắc mặt Văn Phạm Tinh chuyển đen. Những người này cùng Ván gia quan hệ đều rất tốt, mỗi người cũng đều là nhân vật lớn có quyền có thế, ngày thường nói chuyện đều rất chú trọng hình tượng của mình, hôm nay sao lại thất thố như vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Văn Phạm Tinh hoàn toàn quay vòng, mấy vị chú bác cán bản không cho hắn cơ hội mở miệng, liền mắng to một trận, cúp điện thoại. Một vài cuộc gọi liên tiếp, đều là cùng một quá trình và kết quả. Rốt cục, lúc điện thoại cuối cùng kết nối, Văn Phạm Tinh chờ đối phương mắng xong. Vội vàng mở miệng, chú Lý, mọi người đều không đến khách sạn sơ hối sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đầu dây bên kia, người đàn ông trung niên dư hỏa còn chưa tiêu, vị lão gia tử trong nhà ta hiện tại đang ở khách sạn sơ hối, ta có thể không đi sao? Chẳng qua, ta cũng không phải là vì đi trợ trận cho ngươi gây áp lực cho dược phẩm Bắc Trần, ngược lại, ta đi thỉnh tội. Ván Phạm Tinh ngây người, sao lại như vậy? Ngươi đã đắc tội với một nhân vật lớn. Người đàn ông trung niên thở dài nói, Văn Phạm Tinh a Văn Phạm Tinh, người bình thường không ngốc, nhưng lần này, như thế nào ngay cả mình muốn đối phó là người nào cũng không biết. Bên trong xe, bầu không khí đặc biệt áp lực, Bạch Diệu Huy không dám thở mạnh, vứt bỏ thân phận lão tổng của Tiên Thảo Đường, hắn chỉ là một công nhân. Từ mấy cuộc điện thoại thu thập được tin tức, hắn đại khái đã biết chuyện gì đã xảy ra. Bên kia khách sạn sơ hối, có nhân vật lớn đi qua cổ vũ cho bọn họ, hơn nữa. Thân phận đối phương cực kỳ hiển hách, ngay cả mấy nhà giao hảo với Văn gia kia, cũng bị dọa sợ, cho nên mới thất thố gọi điện thoại tới chửi Văn Phạm Tinh ầm lên, nội tâm của bọn họ cũng là một trận sợ hãi, nếu thật sự đợi đến khi bọn họ gây áp lực lên dược phẩm Bắc Trần, đám nhân vật lớn kia mới xuất hiện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, có người càng nghĩ càng sợ, nhìn không được lần nữa gọi điện thoại cho Văn Phạm Tinh. Lại là một trận mắng to, cuối cùng, Văn Phạm Tinh bị áp lực tắt máy, cau mày lại. Xe cũng dừng lại ven đường, dưới tình huống này, bọn họ cũng không có khả năng đi tới khách sạn sơ hối nữa. Ván Phạm Tinh đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, tuy rằng còn không biết giờ phút này nhân vật lớn ỏ, khách sạn sơ hối là ai, nhưng từ phản ứng của những chú bác này, hẳn còn dám đi tới khách sạn sơ hối, người đầu tiên muốn đánh hắn sẽ là người nhà của mình, những thế lực chú bác trong nhà này, cũng không hề yếu hơn Ván gia chút nào. Thế nhưng, Văn Phạm Tinh không cam lòng, vốn tưởng rằng, tối nay có thể thù mới hận cũ cùng nhau thanh lý, lại thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Một bụng nghẹn khuất, bịch, Ván Phạm Tinh một quyền đập mạnh vào cửa sổ thủy tinh. Quay về đi, Ván Phạm Tinh nói, trời lớn nghẹn khuất, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Đợi chút, lúc này, Bạch Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng, vẫn là tiếp tục đi tới đích đi. Ván Phạm Tinh ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Vân, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta, trêu chọc không nổi. Mặc dù rất không muốn thừa nhận. Nhưng đây là sự thật như sắt thép, hơn nữa còn thẳng thừng bày ra trước mặt hắn. Ta không quan tâm đến chuyện giới kinh doạn gia tộc, Bạch Tiêu Vân nói, ý của ta là, Sở Trần là một võ giả, ân oán cá nhân của ngươi và Sở Trần, có thể dùng phương thức võ giả giải quyết. Nghe vậy, đồng tử Ván Phạm Tinh co rụt lại, một lúc lâu sau vẫn lắc đầu, nhưng cuối cùng, không phải vẫn đắc tội với bọn họ sao? Thật sự không thể trêu chọc được, nhị thiếu gia. Sở Trần cũng chưa từng gặp qua Vân Bá A. Bạch Diệu Huy bỗng nhiên mở miệng, không chỉ Sở Trần, cho dù là toàn bộ kinh thành, cũng không có mấy người biết sự tồn tại của Vân Bá, chỉ cần lúc Vân Bá đối phó Sở Trần, ngài không có ở đây, cho dù Sở Trần bị đánh chết cũng không có liên quan đến ngài. Ánh mắt Văn Phạm Tinh lúc này sáng lên, phương pháp này khả thi, chỉ cần có thể cùng Văn gia hoàn toàn xóa sạch quan hệ, Ván Phạm Tinh nằm mơ cũng muốn nhìn thấy Sở Trần bị người thu thập. Vậy thì làm phiền Bạch tiền bối rồi. Ván Phạm Tinh lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt vừa rồi suy sụp dần dần có ánh sáng. Bạch Tiêu Vân mỉm cười, một cái nhấc tay. Hắn cũng không phải không biết qua tình huống của Sở Trần, căn cứ vào sức chiến đấu của Sở Trần bày ra ở Hương Sơn để phân tích. Sở Trần hiện tại, cho dù miễn cưỡng trở thành võ đạo tông sư, thực
thực lực cũng rất cỏ hạn, càng đừng nói, hắn hiện giờ một chân bước vào cánh cửa khí tức cảnh, còn chiếm được truyền thừa cường giả thời đại võ giả cổ, muốn đối phó Sở Trần, thật sự, dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, Bạch Tiêu Vân cũng vui vẻ cho ván phạm tinh thuận nước dong thuyền, dù sao, những năm gần đây, hắn dựa vào dược vật của tiên thảo đường tu luyện, hao phí lượng lớn dược liệu, mới có thể đột phá đến cảnh giới này, hắn cũng thừa nhận không ít ân tình từ Văn gia. Văn Phạm Tinh cũng không có mở máy, hắn muốn duy trì trạng thái sa sút tinh thần này, không thể để cho người ta nhìn ra hiện tại tâm tình của hắn đã hồi phục lại. Bạch Diệu Huy cũng thay Bạch Tiêu Vân ra tay nghĩ ra lý do, Sở Trần ở Hương Sơn đối phó Bạch Khâm Trì, cũng là người của Bạch gia, Bạch Tiêu Vân vì hắn mà ra mặt, đương nhiên. Đi, Ván Phạm Tinh thẳng người, vung tay lên. Khách sạn Sơ Hối, phòng tiệc Bách Xuyên. Sau khi đoàn người Sở Trần đến, bầu không khí trong phòng tiệc bị đẩy đến cực hạn. Nhân viên mới trên dưới Bắc Trần vốn rất tò mò người đàn ông đứng sau Tống Tổng là ai, hôm nay rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật, hơn nữa, phía sau anh còn có một nhóm đoàn du lịch lớn tuổi. Từng gương mặt kia khiến các nhân viên mới của Bắc Trần đều sợ ngây người. Nhân viên mới của Bắc Trần đại đa số đều đến từ kinh thành, đối với một vài nhân vật lớn kinh thành đương nhiên có hiểu biết, bọn họ rất nhanh phát hiện, trong nhóm đoàn du lịch cao tuổi này, có vài gương mặt, bọn họ thậm chí ở kinh thành sẽ nhìn thấy trên TV hoặc tạp chí. Những người này, đều là đại lão quyền thế thật sự của kinh thành, hoặc là nói, hiện giờ kinh thành rất nhiều nhân vật cấp bậc đại lão, chính là môn đệ của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới, ban ngày còn không có người đến dược phẩm Bắc Trần thưởng thức cổ vũ, đến buổi tối, lại biểu hiện ra một mặt đáng sợ như vậy. Theo một vị lão tổng khác của Bắc Trần xuất hiện, thương giới kinh thành đều chấn động. Các tân khách vốn còn ngồi yên xem kịch, một đám trọ mắt cứng lưỡi, đôi mắt chấn động, nhìn không chớp mắt một nhóm người kia, bọn họ vừa vặn ngồi một bàn. Sở Trần sau khi dẫn bọn họ ngồi xuống, liền đi chào hỏi những người khác, điều này khiến tim bọn họ thoáng cái tăng lên. Có một bàn đại lão như vậy, Sở Trần lại còn phân thân đi nơi khác, đây chẳng phải là bỏ qua các đại lão sao. Nhưng mà, khi Sở Trần bắt đầu mời rượu, còn chưa đi tới trước mặt bàn này, bàn nhóm đại lão này liền dẫn đầu đứng lên. Một màn này, đủ để thấy được, phân lượng của Sở Trần ở trong lòng đám đại lão này. Đây chính là người đàn ông đứng sau Tống Tổng, Bắc Trần trên dưới đều khuất phục, các tân khách ở đây đều rất may mắn, ít nhất bề ngoài xem ra. Đêm nay bọn họ đều tới chúc mừng dược phẩm Bắc Trần, cho dù có chút tâm tư khác, lúc này cũng đã tan thành mây khói. Hạ Bắc uống vô cùng cao hứng, hắn cũng thực hiện lời hứa của mình, muốn cùng Sở Trần, không say không nghi. Hạ Tổng say rồi, trong bầu không khí náo nhiệt, Sở Trần thấy mẹ Bối Uyển Thanh đang nắm tay Tống Nhan nói chuyện phiếm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng nàng dâu hài hòa mới là quan trọng nhất. Sở Trần, đến bên này ngồi. Vị lão tiên sinh họ La kia vẫy tay với Sở Trần, hơn nữa còn rời đi một vị trí cho Sở Trần. Dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người, Sở Trần bưng chén rượu đi qua, kính mọi người một chén, mới ngồi xuống. Biệt hiệu của ngươi ở Điện Thiên Võng là, La lão tiên sinh hỏi. Sở Trần ngẩn ra, La lão tiên sinh lúc này cười giải thích, trước khi ta về hưu, là cán bộ phòng điều tra của Điện Thiên Võng. Sở Trần nghiêm túc kính trọng, đứng lên hành lễ, chào thủ trưởng. Bây giờ chỉ là một ông già, La lão thủ trưởng kéo tay Sở Trần bảo hắn ngồi xuống, ngươi là Sở Khai Bình dẫn vào, biệt hiệu của ngươi, phỏng chừng cũng có liên quan đến câu cá đi. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên nhị thúc làm loại chuyện này. Sở Trần có chút xấu hổ, biệt hiệu của tôi là điếu giả, thủ trưởng La bộ dạng quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, lôi kéo Sở Trần liên tiếp nâng mấy ly. Tình hình gần đây có chút hỗn loạn a. La lão thủ trưởng ở một cái, ngay cả lão già đã về hưu như ta, cũng đều một lần nữa nhận việc, người nghe nói tai họa chim lạ ở Án Quốc chưa? Sở Trần gật gật đầu, tôi dự định vài ngày nữa tự mình đi một chuyến, giải quyết vấn đề này. La lão thủ trưởng ngược lại ngẩn ra, lời này của Sở Trần, lòng tin 10 phần. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. La lão thủ trưởng cười lớn, ánh mắt tràn đầy thưởng thức được, đến lúc đó, ta phái mấy hảo thủ cùng ngươi xuất phát. Hiệp trợ ngươi giải quyết vấn đề. Tuy rằng Thiên Võng Điện đã phái tổ điều tra đi qua, nhưng muốn giải quyết vấn đề, vẫn cần thực lực cứng rắn. La lão thủ trưởng dừng một chút, đánh giá Sở Trần, Sở Trần, ngươi là tiên thiên võ giả cấp bậc nào? Với tuổi Sở Trần, đạt tới tiên thiên, đã là thiên tài võ giả tuyệt đối. La lão thủ trưởng tuy rằng không phải võ giả, nhưng kiến thức của ông đủ rộng. Sở Trần lắc đầu,
La lão thủ trưởng động tác dừng lại, mừng rỡ vô cùng, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là võ đạo tông sư, thật không hồ là thế hệ sau sỏ, môn. La lão thủ trưởng đặt một cái tên mới, ánh mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Sở Trần. La Tân rất rõ ràng sức mạnh gia tộc sau lưng Sở Trần khổng lồ cỡ nào, đáng tiếc duy nhất chính là, con nối dõi Sở thị quá ít, đến gia chủ Sở Hạo Trúc đời này, dưới gối hắn càng chỉ có một đứa con trai, hơn nữa, đứa con này lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, bọn họ một lần lo lắng thế hệ sau Sở môn sẽ biến mất. Trước buổi tối hôm nay, La Tân và mấy lão nhân cũng không hiểu rõ tất cả về Sở Trần, sau khi bọn họ đại khái biết được, đối với Sở Trần càng thêm tò mò. Hiện giờ ánh mắt không tiếc tán thưởng nhìn Sở Trần, thật không hồ là mang trong mình dòng máu Sở Mòn, biểu hiện ra tự tin là có đủ thực lực làm sức mạnh chống đỡ. La Gia Gia, lại đoán lên một chút, Sở Trần cười tủm tỉm trả lời. La Tân và mấy vị lão nhân đều kinh ngạc, võ đạo tông sư, còn không phải là cực hạn tuổi Sở Trần sao? La Tân cười ha ha, ngươi đừng nói với ta, thực lực của ngươi, đã đạt tới võ đạo tông sư đỉnh phong. Sở Trần cùng La Tân đụng một ly rượu, trên một chút. La lão thủ trưởng đoán còn chưa đủ lớn a. Lúc này, La Tân trực tiếp ngây người. Võ đạo tông sư đỉnh phong, vậy là khí tức cảnh. Thiên hạ hiện nay, mới có mấy võ giả cấp bậc khí tức cảnh. Con trai sỏ, Hạo Trúc lại yêu nghiệt đến mức này. La Tân cảm giác thế giới quan mình sống hơn nửa đời người đều bị làm mới một lần nữa. Ông hận không thể lập tức muốn nhìn xem thực lực thật sự của Sở Trần. Có người chạy tới An Quốc, xử lý chuyện chim lạ, ta liền yên tâm rồi. La Tân thở phào nhẹ nhõm, ông vốn đã là cán bộ về hưu của Điện Thiên Võng, chỉ là chuyện xảy ra gần đây thật sự quá nhiều, ông không thể không một lần nữa rời núi, phối hợp chỉ huy. Trong đó chuyện về chim lạ đã tiếp cận vô tận biên giới Trung Quốc, khiến La Tân sầu đến không ngủ được. Giờ khắc này, ông có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Phòng tiệc Bách Xuyên, trở thành tiêu điểm của khách sạn Sơ Hối. Đến khi tiệc rượu sắp kết thúc, Đồng Tử Phương, người sáng lập tập đoàn Sơ Hối đều đã tự mình chạy tới, ân cần chào hỏi mấy vị lão nhân, hơn nữa còn phóng thích đủ thiện ý với dược phẩm Bắc Trần, nói cho Hạ Bắc Tống Nhan biết, phàm là gặp phải vấn đề gì ở tòa nhà Sơ Hối, đều có thể liên lạc với ông ta trước để xử lý. Đây là năng lực của mấy vị lão nhân, bọn họ căn bản không cần cụ thể đi làm cái gì, chỉ cần lộ diện, cũng đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Trước cửa khách sạn Sơ Hối, khu vực đỗ xe chừng 100 mét, một chiếc xe đã sớm dừng lại và tắt máy, mấy người trong xe nhìn cửa khách sạn xa xa. Có người đi ra rồi. Ván Phạm Tinh ngồi thẳng người, bê ưa tiệc tối của bọn họ rốt cục kết thúc rồi. Một cỗ mệt mỏi vừa mới dâng lên của Ván Phạm Tinh nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy hình ảnh Bạch Tiêu Vân tiền bối xử lý Sở Trần. Nhân viên dược phẩm Bắc liên tục đi ra, khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy một cỗ kiêu ngạo tự nhiên. Hôm nay Bắc Trần gặp phải, đối với bọn họ mà nói, biến đổi bất ngờ, từ lúc bắt đầu không có người hỏi thảm, đến khi đến cửa gây sự, cuối cùng Tống Tổng phản kích, đến mấy vị lão nhân đến, địa vị của dược phẩm Bắc Trần trong giới thương giới kinh thành, giống như ngồi trên hỏa tiễn thẳng tắp táng lên. Bọn họ đối với dược phẩm Bắc Trần, có một cảm giác kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm. Sau khi nhân viên và khách lần lượt rời khỏi hiện trường, đám người Sở Trần cũng từ thang máy đi ra. Sở Trần cùng mấy vị lão nhân đi cùng nhau, Bối Uyển Thanh cùng Tống Nhan tay trong tay tán gẫu. Bên cạnh là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơ Hối Đồng Tứ Phương đi cùng ra khỏi đại sảnh khách sạn. Sau khi mấy vị lão nhân cáo biệt lên xe, tài xế của Bối Uyển Thanh cũng dừng xe trước mặt mấy người, lúc Sở Trần vừa chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, thân ảnh dừng một chút, chợt mỉm cười nói, mẹ, mẹ cùng Nhan Nhan trở về trước, con sau đó sẽ về. Bối Uyển Thanh nhìn Sở Trần. Không nói gì, gật gật đầu. Sở Trần cất bước rời khỏi khách sạn Sơ Hối, thân ảnh đột nhiên tăng nhanh lên, dưới màn đêm che lấp, thân ảnh nhanh chóng lắc lư, rất nhanh liền đi về phía nơi yên tĩnh. Phía sau, một đạo thân ảnh như gió lướt tới, đuổi theo Sở Trần. Không bao lâu, Sở Trần ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía người tới. Một lão nhân tóc trắng, lão tiên sinh có gì chỉ giáo? Sở Trần tầm mắt khẽ híp mắt nhìn chằm chằm vị lão nhân tóc bạc này. Lúc đi ra cửa khách sạn, anh rõ ràng nhận thấy được cỗ khí thức này, hướng anh mà đến, hơn nữa phát ra định ý rõ ràng. Đây là võ giả tiếp cận khí thức cảnh, mới có thể tản mát ra khí thức rõ ràng như vậy. Lão phu Bạch Tiêu Vân. Bạch Tiêu Vân thản nhiên chắp tay mà đứng, Bạch Khâm chỉ phái bắt đầu người mà ngươi từng đánh bại ở Hương Sơn, là hậu bối của lão phu.
Sở Trần ngoài ý muốn, ngươi là người phái Bắc Đẩu. Sở Trần có chút không tin, phái Bắc Đẩu, lại còn có người không có mắt như vậy, đến tìm anh gây phiền toái, đó không phải là thắp đèn lồng trên nhà vệ sinh sao? Bạch Tiêu Vân lắc đầu, lão phu không môn không phái, chỉ là, thấy ngươi lần thứ hai đi tới kinh thành, vẫn cao giọng như cũ, muốn đến nói cho ngươi một đạo lý mà thôi. Lại là một người cậy mình nhiều tuổi, Sở Trần ha hả, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, Bạch Tiêu Vân đã vào tới về phía Sở Trần, tốc độ của ông ta rất nhanh, thi triển chính là một bộ trường pháp vừa xuất hiện, liền có vài phần ý tứ thời đại võ giả cổ, trong đầu Sở Trần khắc sâu vô số tuyệt học thời đại võ giả cổ, đương nhiên rất dễ dàng nhìn ra. Lại còn chiếm được truyền thừa thời đại võ giả cổ, Sở Trần lẩm bẩm một tiếng, nhìn Bạch Tiêu Vân khí thế hùng hổ giết tới, Sở Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra, như thiên long gầm thét. Ầm, nội tâm Bạch Tiêu Vân đột nhiên run lên, kinh hãi thất sắc, trong miệng Sở Trần nói ra truyền thừa thời đại võ giả cổ, đã khiến trong lòng ông ta chấn động. Tiếp theo một quyền này của Sở Trần, ông ta ngay cả không gian tránh né cũng không có, trực tiếp bị Sở Trần một quyền đánh bay hơn 10 mét, cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất, mặt đập đất, ngã đến mặt đầy bùn đất cùng máu tươi, chật vật không chịu nổi. Bạch Tiêu Vân giãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện Sở Trần đã đứng ở trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống ông ta. Ngươi muốn nói cho ta biết đạo lý gì? Sở Trần hỏi, thân hình Bạch Tiêu Vân đột nhiên run lên, thực lực của Sở Trần cường đại đến mức khiến ông ta cảm thấy chấn động. Thật khó chấp nhận, giới võ giả không phải chỉ có một khí tức cảnh của thánh nữ Bách Hoa Cung sao? Sở Trần, khi nào đột phá đến khí tức cảnh, ta chỉ có thể xếp hạng thứ ba thiên hạ, mặt Bạch Tiêu Vân như cho tàn. Bại dưới tay của cường giả khí tức cảnh, ông ta không còn lời nào để nói. Ta nhận thua. Bạch Tiêu Vân nhắm hai mắt lại, một bộ muốn giết muốn chém, muốn làm gì cũng được. Leng keng, học võ công hơn nửa đời người, nếu cứ như vậy phế bỏ mà nói, quả thật có chút đáng tiếc. Sở Trần vừa nói vừa tiến lên, sắc mặt Bạch Tiêu Vân lúc này đột nhiên biến đổi, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, Sở Thiếu Hiệp, tôi biết sai rồi. Lại là đồ hèn nhát, Sở Trần khẽ nhấc lên, chợt thản nhiên nói, ngươi thật sự là vì Bạch Khâm chỉ phái Bắc Đẩu mà đến. Bạch Tiêu Vân vội vàng gật đầu, không sai, ta vẫn luôn bế quan, mấy ngày trước Bạch Khâm chỉ tìm được ta, nói với ta chuyện này, hôm nay vừa lúc nghe nói ngươi đi tới kinh thành, cho nên, Bạch Tiêu Vân cúi đầu ta thật sự biết sai rồi. Tầm mắt Sở Trần lạnh lùng híp lại, một cước đạp ra ngoài, Bạch Tiêu Vân lản ra một đoạn. Bạch Khâm chỉ phái Bắc Đẩu, Sở Trần thần sắc lạnh lùng, ngay cả Mộ Dung thần hồng phái Bắc Đẩu nhìn thấy ta cũng phải cúi đầu, chỉ là một Bạch Khâm chỉ. Còn dám tìm ngươi, cho ngươi đến đối phó ta. Thân hình Bạch Tiêu Vân run rẩy, Mộ Dung thần hồng, đó chính là trưởng môn phái Bắc Đẩu. Nhưng mà, không phải hắn đã mất tích ở vùng biển rồi sao? Bạch Tiêu Vân lúc này mới ý thức được, khoảng thời gian mình bế quan, giới võ giả, chỉ sợ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đứng thứ ba thiên hạ, cũng chưa chắc bảo vệ được. Bạch Tiêu Vân ngã ngồi trên mặt đất, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Sở Trần mở miệng. Bạch Tiêu Vân hít sâu một hơi, đối mặt với cường giả như vậy, hắn không cần phải giãy giụa nữa. Là Văn Phạm Tinh bảo cho ta đến. Bạch Tiêu Vân trầm giọng nói, tiên thảo đường là sản nghiệp của Văn gia, mà ta vẫn mượn dược vật của tiên thảo đường đến tu luyện, nhận ân tình của Văn gia, cho nên, ngày hôm nay Văn Phạm Tinh nhiều lần chịu thất bại, liền mời ta ra tay kết quả là, vẫn là tiếp tục thất vọng. Văn Phạm Tinh, Sở Trần hồi tưởng lại một chút, cũng nhớ tới. Phú nhị đại của câu lạc bộ siêu xe. Khó trách hôm nay có cảnh câu lạc bộ siêu xe bao vây khách sạn sơ hối. Sở Trần suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được toàn bộ sự tình. Tiên thảo đường, Văn gia, Sở Trần cũng không để vào mắt. Huống chi, đêm nay qua đi, bất kỳ thế lực nào ở kinh thành muốn đối phó Bắc Trần, cũng phải suy nghĩ một chút náng lực của mấy vị lão nhân kia. Đây cũng là nguyên nhân Bối Uyển Thanh mời mấy vị lão nhân kia cùng tham dự tiệc. Đương nhiên, bản thân Bối Uyển Thanh cũng đại diện cho một thế lực cực kỳ cường đại. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Bạch Tiêu Vân, khuôn mặt Bạch Tiêu Vân kinh hoàng, nội tâm thấp thỏm, chờ đợi Sở Trần xử lý. Niệm tình ngươi hơn nửa đời học võ không dễ dàng, ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Sở Trần nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi nghe nói qua chuyện chim lạ ở Ấn Quốc chưa? Vẻ mặt Bạch Tiêu Vân mờ mịt, Sở Trần rốt cục hiểu được, lão gia hỏa này vì sao dám lúc này còn đến khiêu khích anh. Tin tức cũng quá lạc hậu đi. Sở Trần hai tay chắp sau lưng, ngươi thu được truyền thừa cường giả thời đại võ giả cổ,
chính là bởi vì linh khí toàn cầu tu phục, rất nhiều thứ thời đại võ giả cổ ẩn giấu đều xuất hiện, mà bởi vậy người được lợi, không chỉ là nhân loại, còn có các chủng tộc còn lại, chuyện chim là An Quốc, chính là một trường hợp điển hình. Bầy chim là An Quốc bạo động, tạo thành không ít thương vong, nhưng An Quốc lại tổ chức lực lượng, đuổi chim lạ đến biên giới, nếu không có gì bất ngờ, qua vài ngày nữa, chim lạ An Quốc sẽ đi tới biên giới giữa An Quốc và Trung Quốc. Sở Trần nói, nếu ngươi có thể ngăn trở những chim lạ này, không vào lãnh thổ Trung Quốc nửa bước, chính là công lao to lớn. Bạch Tiêu Vân thần sắc toát ra chấn động, một lúc lâu sau, nặng nề gật đầu ta lập tức khởi hành. Hắn cũng không có mặt mũi đi gặp lại Văn Phạm Tinh nữa. Khi ngươi đến biên giới, liên lạc với một người. Sở Trần nói phương thức liên lạc của Giang Ánh Đào nói cho Bạch Tiêu Vân, tất cả hành động của ngươi ở biên giới, liền do người này điều phối, Bạch Lão Tiên Sinh. Có một câu, người chắc hẳn cũng đã nghe qua. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, võ giả chúng ta, hy vọng có thể dùng một thân tuyệt học, ở vị trí thích hợp, ta chờ mong nhìn thấy Bạch Lão Tiên Sinh ở trên chiến trường biên giới, tỏa sáng rực rỡ. Ta chờ mong qua vài ngày biên giới sẽ truyền đến tin tức, có một vị Bạch Đại Hiệp, ở biên giới, đại sát tứ phương, đánh lui chim là An Quốc, dương oai châu Á. Bạch Tiêu Vân thần sắc nghiêm trang, hắn đứng lên. Cúi đầu thật sâu Sở Trần. Hắn cả đời này, truy đuổi con đường võ giả. Nhưng ngoại trừ trở nên mạnh mẽ hơn ra, hắn không cảm giác được mình còn có mục tiêu gì nữa. Sở Trần cho hắn cơ hội chuộc tội, khiến Bạch Tiêu Vân cỏ loại cảm giác trong nháy mắt tìm được mục tiêu nhân sinh. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hắn muốn trở thành Bạch Đại Hiệp. Bạch Tiêu Vân chắp tay ôm quyền vói Sở Trần, xoay người lại, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong đêm tối. Sở Trần nhìn phương hướng Bạch Tiêu Vân rời đi, anh không thể bảo đảm Bạch Tiêu Vân có thật sự chạy tới biên giới hay không, thế nhưng, anh cho Bạch Tiêu Vân cơ hội. Lựa chọn như thế nào, liền xem Bạch Tiêu Vân. Sở Trần cảm giác, Bạch Tiêu Vân có 9 phần cơ hội, sẽ xuất hiện ở chiến trường biên giới. Một lát sau, Sở Trần lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Sở đội, nửa đêm không ngủ được sao? Giang Ánh Đào nhận điện thoại, trước tiên trêu chọc. Sở Trần nhìn thoáng qua thời gian, ngay cả 12 giờ cũng chưa tới, cũng tính là nửa đêm sao. Đầu dây bên kia, Giang Ánh Đào truyền đến tiếng cười. Xem ra, tình hình biên giới còn rất lạc quan. Sở Trần nghe ra vui vẻ trong lời nói cô Đào. Vậy cũng không phải, Giang Ánh Đào nói, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ, đàn chim là Án Quốc, sẽ 3 ngày sau, tiếp cận khu vực không có người ở núi Cường Lạp. Tôi kế hoạch qua 2 ngày nữa. Liền xâm nhập Án Quốc điều tra toàn bộ sự kiện bầy quái điều đáng nói chính là, số lượng chim lạ này, mấy ngày nay, càng ngày càng nhiều. Nói đến chuyện chính sự, Giang Ánh Đào ngữ khí nghiêm túc. Cô Đào, trước tiên cô đừng vội tiến vào An Quốc. Sở Trần trầm giọng nói, tôi vừa mới sắp xếp một lão tiền bối khởi hành đi qua trợ giúp mọi người, hắn là võ giả võ đạo tông sư đỉnh phong, trên vũ lực có thể cho mọi người một vài trợ giúp. Sở Trần dừng lại một chút, qua vài ngày nữa. Tôi sẽ tự mình đi một chuyến, cho nên, trước khi tối qua tự bảo vệ mình. Núi Cường Lạp đen kịt không có người, một chỗ tránh gió, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Ánh Đào một thân áo đen toát ra một trận ý cười, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh, Từ Đồ Tính nhìn Giang Ánh Đào, chị Đào, sao chị không nói cho đội sở biết, đêm nay chúng ta phải vượt qua khu vực không có người ở núi Cường Lạp, chọn tuyến đường tiến vào Án Quốc. Đây là nhiệm vụ của chúng ta, phải được bảo mật cao. Giang Ánh Đào cười trả lời một câu, lập tức nhìn ra xa, nhẹ giọng nói, nước xa không cứu được lửa gần, thế cục đã đến mức cấp bách, chúng ta phải quyết đoán xâm nhập vào phía sau kẻ địch, tranh thủ điều tra được tin tức hữu hiệu nhất. Tôi luôn cảm giác, đằng sau sự kiện chim lạ, có một đôi tay vô hình đang thúc đẩy chủ đạo, chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng sự tình, mới có thể triệt để giải quyết chuyện này. Từ Đồ Tính gật gật đầu, con người cũng lướt qua một đạo kiên định. Không nghi ngờ gì nữa. Đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất mà tổ điều tra tổ 9 thực hiện. Nguy hiểm, cũng là cao nhất. Hơn nữa, bởi vì nhiều nơi phát sinh biến cố, nhân viên điều tra tổ 9 của bọn họ cũng bị đánh tan. Nhiệm vụ lúc này, chỉ có 2 người bọn họ, còn có Tiêu Phong tổ đột kích tổ 9 cùng với một chiến sĩ khác. 4 người, suốt đêm xuyên qua khu vực không người ở núi Cường Lạp, lẻn vào Ân Quốc. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Giang Ánh Đào đứng lên, xuất phát. Cho tới bây giờ cũng không có 5 tháng yên tĩnh, 4 đạo thân ảnh, đón gió lớn lạnh thấu xương, cất bước đi tới, mang trọng trách đi về phía trước. Trong lòng Sở Trần có chút không yên,
Trong cuộc đối thoại với Giang Ánh Đào, ngữ khí Giang Ánh Đào rất thoải mái, nhưng càng như vậy, Sở Trần càng cảm thấy có chút không thích hợp. Tình hình rất nghiêm trọng, Sở Trần cũng nghe ra được, vị trí Giang Ánh Đào vừa mới ở, gió rất lớn, cô không phải ở trong phòng. Đã là lúc này rồi, cô còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sở Trần báo vị trí cho mẹ mình Bối Uyển Thanh, tại chỗ chờ tài xế đến đón anh cũng không biết nhà mình cụ thể ở vị trí nào. Trong quá trình chờ tài xế, Sở Trần liên lạc với nhị thúc Sở Khai Bình. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm chuyện về nhiệm vụ chuyện chim lạ, Sở Khai Bình liền nói cho anh biết, bảo anh về nhà trước rồi nói sau. Nhị thúc Sở Khai Bình ở nhà chờ anh. Sở Trần đang chờ tài xế. Một bên khác, khu đỗ xe cách cửa khách sạn Sơ Hối không xa, Văn Phạm Tinh cũng đang chờ đợi Bạch Tiêu Vân chiến thắng trở về. Đáng tiếc mình không có cách nào tận mắt chứng kiến cảnh tượng Bạch Tiền Bối xử lý Sở Trần. Nhất định rất sảng khoái. Tôi nghe nói, Bạch Tiền Bối tu luyện, cần hao phí lượng lớn dược liệu đến hiệp trợ. Văn Phạm Tinh trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, Bạch Tiền Bối cần dược liệu gì, cần bao nhiêu dược liệu, tiên thảo đường đều phải thỏa mãn, tuyệt đối không thể chậm trễ, hiểu chưa? Bạch Diệu Huy vội vàng gật đầu, thần sắc toát ra một trận mừng rỡ, đấy chính là tin tức tốt. Tuy rằng tiên thảo đường là hắn quản lý, nhưng có chút dược liệu chân quý, hắn cũng không thể tùy tiện điều động, có những lời này của nhị thiếu gia, về sau làm việc, liền dễ dàng hơn nhiều. Văn Phạm Tinh kiềm chế vui mừng trong lòng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra xa, nhưng chờ đợi thật lâu cũng không thấy Bạch Tiêu Vân trở về. Sao lâu như vậy, lông mày Văn Phạm Tinh dần dần nhíu lại, Bạch Tiền Bối không phải nói, đối phó Sở Trần, dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ Sở Trần sớm nhận thấy nguy hiểm, chạy trốn rồi. Tôi liên lạc với Vân Bá, Bạch Diệu Huy nhanh chóng mở điện thoại, gọi điện thoại cho Bạch Tiêu Vân. Tắt máy rồi, hai người hai mặt nhìn nhau. Lại 10 phút qua, Văn Phạm Tinh rốt cục nhìn không được, mở lại điện thoại của mình. Không kịp nhìn một đống tin tức oanh tạc trên điện thoại, Văn Phạm Tinh vừa mới bật máy, đã có điện thoại gọi tới. Văn Phạm Tinh sửng sốt, trong lòng không thể không hoảng hốt. Điện thoại của cha hắn nó. Điện thoại vừa mới bật máy đã có điện thoại gọi tới, vậy có ý nghĩa gì? Cha nhất định là đang nhiều lần gọi điện thoại cho hắn. Văn Phạm Tinh không dám không nghe máy, thật cẩn thận nhận điện thoại, cha, xúc sinh. Không có gì bất ngờ, thanh âm của Văn Dương cơ hồ là mang theo gào thét, giận dữ mắng Văn Phạm Tinh, lập tức về cho ta. Bắt đầu từ hôm nay, nửa năm, không, trong vòng một nám, ngươi dám bước ra khỏi nhà nửa bước, lão tử liền cắt cụt chân ngươi. Văn Phạm Tinh cả người không tự chủ được giật mình một cái. Hắn cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm, lúc này, Bạch Diệu Huy bên cạnh nhẹ giọng nói, tôi vừa mới thấy Vân Bá để lại tin nhắn cho tôi, hắn nói, hắn rời khỏi kinh thành rồi. Điện thoại của Văn Phạm Tinh rơi xuống đất, trong nháy mắt này, mặt như cho tàn. Sở thị kinh thành, trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết tồn tại của Sở thị, giống như Sở Trần lúc trước từng ở trước mặt Tống Nhan nói, anh đến từ Sở thị kinh thành gia tộc đệ nhất, Tống Nhan đối với anh trợn trắng mắt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, trong hào môn kinh thành, có Sở thị. Nơi cao nhất Sở thị chính là cục đặc chiến. Sở Khai Bình hiện giờ quản bộ phận quan trọng nhất của cục đặc chiến, Thiên Võng Điện, mà Sở môn Tam Kiệt, lại được xưng là sức chiến đấu mạnh nhất cục đặc chiến, ngoài ra, còn có không ít đệ tử Sở thị, trải rộng khắp kinh thành. Trong bữa tiệc tối hôm nay, La Tân từng nói qua, lực lượng của mấy lão gia hỏa bọn họ, không bằng Sở thị, đó cũng không phải là lời khách sáo. Sở thị không chỉ có quan trọng trong cục đặc chiến, tập đoàn Sở thị còn là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều doanh nghiệp top 500 thế giới, đều có bóng dáng Sở thị, thậm chí, bọn họ chính là công ty con của Sở thị. Dòng chính của Sở thì cũng không nhiều về nhân số. Sở Hạo Trúc chỉ có một em trai, Sở Khai Bình. Dưới gối chỉ có một đứa con trai của Sở Trần. Sở Khai Bình dưới gối một trai một gái, một trong số đó chính là Tiểu Ngư Nhi. Dựa theo tố huấn Sở thị, Sở Trần là người thừa kế duy nhất trong toàn bộ đế quốc thương nghiệp khổng lồ của Sở thị. Thiết kế của môn đình Sở thị chính là phong cách tứ hợp viện điển hình của Trung Quốc, diện tích so với các thế gia hào môn khác mà nói, cũng không tính là lớn, cửa cũng không có bảo vệ, nếu như không phải tài xế đưa Sở Trần trở về, Sở Trần bắt taxi trên đường. Tài xế taxi kinh thành chưa chắc đã biết Sở thị kinh thành ở nơi nào. Sau khi đẩy cửa đi vào, tài xế dẫn Sở Trần đi tới trước một cái ao sen, chỉ trì lương đình phía trước, đại thiếu gia, nhị lão gia ở bên kia chờ cậu. Sở Trần đi tới, bóng đêm,
lương đình, đầm sen. Cảnh đẹp ngày đẹp trời như thế, nhị thúc lại không có hứng thú câu cá. Sở Trần ngồi đối diện Sở Khai Bình, trên phiến đá trước mặt Sở Khai Bình, bày một tấm bản đồ Trung Quốc, mặt trên vẽ không ít vòng tròn, dùng màu sắc khác nhau để đánh dấu. Đau đầu, Sở Khai Bình thở dài một tiếng, chỉ vào bản đồ, người xem ký hiệu trên bản đồ, nơi dùng bút màu càng đậm khoanh tròn, đại diện cho tình thế càng nghiêm trọng. Sở Trần lần đầu tiên liếc mắt đã nhìn thấy vùng ven Tây Tạng, tới gần vị trí An Quốc, bút tích màu đen rất dày đặc. Nơi này, chính là bởi vì ảnh hưởng của sự kiện chim lạ. Sở Trần nói, nhị thúc, Án Quốc nếu có năng lực xua đuổi đám chim lạ này, vì sao không trực tiếp tiêu diệt chúng? Lúc mới bắt đầu sự kiện chim lạ, Án Quốc quả thật phái ra lực lượng vũ trang tiến hành hành động diệt chim, thế nhưng, theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện, sau khi bị vũ khí hiện đại công kích, chim lạ tuy rằng bị tiêu diệt không ít, nhưng năng lực chim lạ còn lại lại càng ngày càng cường hãn. Hơn nữa, còn có không ít chim lạ gia nhập, những chim lạ này cán bản tiêu diệt không hết, cho nên, thứ nuôi đám chó chết này, liền lựa chọn xua đuổi. Càng bị công kích, càng trở nên mạnh hơn. Sở Trần nhíu mày, có thế có lửa hay không? Ở nước ta cũng đã xảy ra một vài sự kiện quái thú tấn công con người, cũng quả thật phát hiện ra quy luật này, loài thú sau khi bị công kích, thời điểm xuất hiện lần nữa, sẽ trở nên mạnh hơn. Sở Khai Bình nhìn Sở Trần, nếu như vậy, sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái cực lớn, đương nhiên, không chỉ là quốc gia của chúng ta, thiên hạ đều giống nhau. Linh khí toàn cầu tô phục, thực lực thú loại càng ngày càng mạnh, là quy luật bình thường, cản bản không liên quan đến vũ khí. Sở Trần trầm giọng mỏ, miệng, cho dù không bị công kích, chúng nó cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng, cũng không loại trừ khả năng chúng sinh ra biến dị khi gặp phải vũ khí hiện đại. Linh khí toàn cầu tô phục, Sở Khai Bình nghi hoặc, lần đầu tiên hắn nghe được từ này. Sở Trần trầm ngâm một hồi, nói cháu lần này ra biển, ở vùng biển phá vỡ một cái phong ấn, toàn cầu linh mạch từ đỏ tô phục, nhân loại chúng ta có thể từ thu được chỗ tốt thật lớn, đồng thời, thú loại cùng các chủng tộc khác, cũng vậy. Sở Trần đại khái nói một vài chuyện phát sinh trên vùng biển nói ra. Sở Khai Bình ngơ ngác nhìn Sở Trần, đây quả thật là chân tướng hắn không biết. Ông ngoại nói, cho dù phong ấn không mở ra, trong vòng nửa nám, cũng sẽ tan vỡ, chúng ta chỉ là để cho linh khí toàn cầu tổ phục sớm hơn nửa năm. Hiện tại đối với chúng ta mà nói, cũng là khảo nghiệm, chúng ta phải tận khả năng trước khi thú loại quật khởi, cường thế chân áp chúng nó xuống, nếu không, đối với người bình thường mà nói, tùy thời có thể gặp phải tai họa. Ánh mắt Sở Trần nhìn lướt qua bản đồ, chỉ vào một chỗ trong đó, nơi này là nơi nào? Tại sao cũng được vẽ những đường nét màu đen? Sở Khai Bình phục hồi tinh thần, thần sắc ngưng trọng, đây là kiềm địa, mấy ngày trước đã xảy ra chuyện kiến độc biến dị cắn chết người, hơn nữa, cả thôn trang đều bị kiến độc biến dị vây quanh, khiến hơn 20 người tử vong, nhiều người bị thương, hiện giờ cả thôn trang đều rút lui ra ngoài. Sở Khai Bình dừng một chút, sau đó thở ra một hơi, trầm giọng nói, Tiểu Ngư Nhi, chính là đến nơi này chấp hành nhiệm vụ, điều tra tình hình kiến độc biến dị. Sở Trần nghe ra lo lắng trong lời nói của nhị thúc. Những đường nét màu đen được khoanh tròn ra, đại diện cho, nghiêm trọng. Tai họa kiến biến dị ở kiềm địa, tình hình được nhị thúc liệt vào cùng cấp bậc với sự kiện chim lạ Ân Quốc, đủ để nói rõ tính nguy hiểm của khu vực hiện nay. Sự kiện chim kỳ lạ ỏ, Án Quốc có thể cho chúng ta một bài học tham khảo. Sở Khai Bình trầm giọng nói, ban đầu, cũng chỉ là một con chim lạ bay lượn trên không trung, mọi người chỉ cảm giác được mới lạ, thậm chí đi vây xem, nhưng dần dần, chim lạ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bắt đầu công kích nhân loại, đến lúc đó, lại tiến hành hành động diệt chim, cũng không dễ dàng. Kiềm địa cũng vậy, hiện giờ mặc dù chỉ là một thôn trang bị ảnh hưởng, nhưng kiềm địa, núi non trùng điệp rất nhiều, ngộ nhớ kiến độc biến dị không khống chế được, khuếch tán ra, chiếm cứ 10 vạn đại sơn, hậu quả, không thể tưởng tượng được. Tiểu Ngư Nhi mang trọng trách a. Sở Trần cảm thán, trong Thiên Võng Điện, còn có ai cùng hắn? Người trẻ tuổi vương gia kia, Vương Tái Tiên. Sở Khai Bình nói, vừa rồi bọn họ báo cáo tình hình cho ta, tình thế không lạc quan, kiến độc biến dị, độc tính càng ngày càng mạnh, có một người trưởng thành, sau khi bị kiến độc cắn, trong vòng 10 phút chết. 10 phút, Sở Trần không khỏi hít một hơi khí lạnh, một khi kiến độc biến dị như vậy khuếch tán, lan tràn ra khỏi núi, tạo thành tai họa, quả thật không thể tưởng tượng được. Đồng thời, Sở Trần cũng hiểu, vì sao nhị thúc thần sắc tràn đầy lo lắng. Dưới thế cục như vậy, Sở Tiểu Ngư cùng Vương Tái Tiên hai người trẻ tuổi,
không biết có thể khống chế được hay không. Ta đã phái một chuyên gia dược phẩm đi qua, hy vọng có thể nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc giải độc đối phó với kiến độc biến dị. Sở Khai Bình nhìn Sở Trần, thần sắc trịnh trọng, thời buổi rối loạn, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chuyên gia dược phẩm, Sở Trần giật mình, chợt đứng lên nói, cho bảo dược cốc đi qua một chuyến, ở lĩnh vực đông y, bọn họ đều mạnh hơn so với rất nhiều chuyên gia trong nước. Sở Khai Bình vui vẻ, dược cốc nếu như có thể ra tay, vậy tất nhiên là tốt. Sở Trần lập tức gọi điện thoại cho Kiều Thương Sinh, tuy rằng đã là lúc rạng sáng, nhưng sự tình cấp bách, anh cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nhưng, khiến Sở Trần bất ngờ chính là, Kiều Thương Sinh liền nhận điện thoại trước, thanh âm còn mang theo không thể tin được, thiếu chủ. Sở Trần không hàn huyên, đi thẳng vào chủ đề, khi Sở Trần nhắc tới kiến độc ở kiềm địa, Kiều Thương Sinh cắt ngang lời anh, ý của thiếu chủ là chúng tôi đến kiềm địa một chuyến sao? Không sai, Sở Trần mở miệng, đội ngũ của dược cốc đã đến phạm vi kiềm địa rồi. Kiều Thương Sinh trả lời, chiều mai, chúng tôi có thể đến thôn. Trang nơi xảy ra sự việc. Sở Trần giật mình, dược cốc, đã tới rồi. Có một số việc, cán bản không cần anh đi nói, người dược cốc, có phần sứ mệnh này. Được, Sở Trần phấn chấn, Kiều trưởng lão, mọi người vất vả rồi. Sau khi Sở Trần chuyển tin tức cho Sở Khai Bình cũng là một trận mừng rỡ. Có đội ngũ dược cốc trợ giúp, bất luận là vũ lực hay là chuyên nghiệp, đều có thể mang đến trợ giúp thật lớn cho Tiêu Ngư Nhi. Nhị thúc, thúc cũng nên về phòng nghỉ ngơi một chút. Sở Trần gõ bản đồ, tuy rằng các nơi xảy ra một vài tai nạn thú loại, thế nhưng, cũng giống vậy, còn có rất nhiều người, trong khoảng thời gian này đều thu được đại cơ duyên, thực lực chỉnh thể của chúng ta cũng đang táng lên. Khuôn mặt Sở Khai Bình thư giãn không ít, nở nụ cười, Tiểu Ngư Nhi bọn họ đêm nay có một nhiệm vụ, ta chờ nhiệm vụ của bọn họ kết thúc, sau khi báo cáo với ta, liền đi ngủ. Sở Trần nhíu mày một chút, hơn nửa đêm, bọn họ có nhiệm vụ gì? Sẽ không phải vào lúc này lựa chọn vào núi đi. Có người trong thôn mất tích. Sở Khai Bình nói, vừa rồi người nhà thôn mới báo cáo với bọn họ chỉ có thế suốt đêm lên núi tìm kiếm, nhưng, ta đã dặn dò bọn họ, phải rời xa khu vực kiến độc biến dị. Sở Trần gật gật đầu, không còn sớm nữa. Sau khi cáo biệt nhị thúc Sở Khai Bình, Sở Trần dọc theo một bên đi về phía trước, để đảm bảo có thể trước tiên tìm được phòng của mình, Sở Trần mở vị trí tống nhan chia sẻ ra. Dưới bóng đêm, hoàn cảnh xung quanh tao nhã, có lẽ nguyên nhân là bởi vì linh khí tô phục, trong đình viện hoa nở phá lệ tươi đẹp, Sở Trần không muốn ngắm hoa, tàng nhanh bước chân. Trong phòng còn có một đóa hoa càng thêm kiều mỹ, chờ anh đi hái. Sau khi khóa chặt vị trí phòng, Sở Trần đẩy cửa vào. Dưới một loạt phản ứng dây chuyền mà linh khí toàn cầu tô phục mang đến, các nơi đều phải ứng phó với một vài chuyện bất ngờ. Dưới loại tình huống này, Sở Trần cũng không thể lười biếng. Sau khi trở lại phòng, lập tức luyện công, một khắc cũng không có dừng lại. Quá trình luyện công một vòng chấm dứt, Sở Trần cảm giác ra một chút mồ hôi, bàn tay to vuốt ve đôi chân ngọc quấn quanh eo, sau đó xoay người lại, nhìn chăm chú vào dung nhan khuynh quốc khuynh thành này. Sau một phen luyện công, khẽ hít hương thơm, đôi mắt thủy linh chảy xuôi qua một tia mê ly cùng say mê. Hai vợ chồng dán mặt nói chuyện tình cảm, nhớ anh không, nhớ, nhớ em không, nhớ, không nói lời nào. Tiếp tục luyện công. Đây là sau khi linh khí tô phục, Sở Trần cùng Tống Nhan lần đầu tiên tu luyện đạo môn nhiếp sinh công. Trong lòng Sở Trần cũng một mực suy nghĩ, không biết linh khí tô phục có thể đối với bọn họ tu luyện đạo môn nhiếp sinh công có ảnh hưởng hay không. Đêm nay, Sở Trần có đáp án. Trong một đêm, thực lực của Sở Trần táng không ít, tại thời điểm tu luyện đến tối đa nhất, Sở Trần thậm chí có loại cảm giác nguyên thần vượt ra ngoài, thời điểm gần bình minh. Sở Trần rõ ràng cảm giác được nội lực của mình táng lên một đoạn. Tống Nhan không biết nội lực của mình có tiến bộ hay không, cô đã mệt đến ngủ say. Trời sáng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức hai vợ chồng Sở Trần từ trong giấc ngủ. Sở Trần lập tức ngồi dậy, thần sắc hiện lên một trận nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng rời giường mặc quần áo. Nếu mà không phải xảy ra chuyện lớn mà nói, tuyệt đối sẽ không có người sáng sớm như vậy đến quấy rầy anh. Sở Trần kìm chế bất an trong lòng, mở cửa phòng. Đứng ở cửa chính là mẹ anh Bối Uyển Thanh, Tiểu Ngư Nhi xảy ra chuyện rồi. Bối Uyển Thanh ngữ khí lo lắng, con mau đến đại sảnh một chuyến, nhị thúc đang chờ con. Trong lòng Sở Trần đột nhiên rùng mình, Tiểu Ngư Nhi, kiến độc biến dị kiềm địa. Sắc mặt Sở Trần thay đổi. Đêm qua vừa mới nghe nói, có một người trưởng thành, sau khi bị kiến độc biến dị cắn, trong vòng 10 phút đã chết.
Vậy tiểu ngư nhi, khí tức của Sở Trần bắt được vị trí nhị thúc sỏ, Khai Bình, vội vàng lướt đi. Sở Khai Bình thần sắc tiểu tụy, khuôn mặt lo lắng, hắn một đêm không ngủ, nội tâm càng thêm bất an, cuối cùng đợi được, quả thật cũng là tin tức tiểu ngư nhi gặp chuyện không may. Tiểu ngư nhi bị kiến độc biến dị cắn một cái, hiện tại đang ở trong trạng thái hôn mê. Sở Khai Bình nhìn thấy Sở Trần, thanh âm lo lắng, môi cũng mơ hồ phát run. Lập tức sắp xếp máy bay đến kiểm địa. Sở Trần không chút do dự, còn nữa, nói cho cháu biết vị trí chính xác của tiểu ngư nhi. Sở Trần nắm tay Sở Khai Bình, nhị thúc, thúc yên tâm, ta sẽ để cho tiểu ngư nhi vui vẻ trở về. Sở Trần hiểu tâm tình của nhị thúc lúc này nói nhiều hơn nữa đều là dư thừa, chỉ có lập tức chạy tới kiểm địa, cứu tiểu ngư nhi mới là ưu tiên hàng đầu. Sau khi xác định được vị trí cụ thể của tiểu ngư nhi, Sở Trần lập tức liên lạc với Kiều Thương Sinh, nói cho Kiều Thương Sinh, bất luận như thế nào, bất luận phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ tiểu ngư nhi, kéo dài mạng sống cho tiểu ngư nhi. Nhị thúc, thúc yên tâm đi, tiểu ngư nhi là võ giả, không giống người thường, hắn nhất định có thể kiên trì. Thời điểm chờ đợi tin tức, Sở Trần an ủi nhị thúc một tiếng. Rất nhanh, Bối Uyển Thanh và Tống Nhan cũng chạy tới, khi biết được Sở Trần muốn lập tức chạy tới kiểm địa, Bối Uyển Thanh gật gật đầu, dặn dò Sở Trần, chú ý an toàn, nhất định phải đưa tiểu ngư nhi bình an trở về. Sở thị dòng dõi đích tôn không nhiều lắm, nhưng gia tộc Sở thị đoàn kết, đại đa số gia tộc cũng không thế so sánh, điều thứ nhất tổ huấn Sở thị, con cháu Sở thị, bất luận thân sơ, không được lục đục. Tống Nhan nắm tay Sở Trần, khi nghe được độc tính của kiến độc biến dị, trong con ngươi của cô cũng có lo lắng, Tống Nhan cũng đột nhiên nhớ tới nói, ngày hôm qua người của Tiên Thảo Đường mang theo rắn độc tới, em cho rằng bùa trên người có thể chấn động rắn độc, nhưng về sau em phát hiện, đạo môn nhiếp sinh cổng có thể làm cho rắn độc trở nên ôn thuần, không biết đối với kiến độc biến dị có tác dụng hay không. Sở Trần lúc này ánh mắt sáng lên, anh ngược lại không nghĩ tới. Đạo môn nhiếp sinh công môn song tu công pháp này có thể có tác dụng này. Nếu như kiến độc biến dị dưới công hiệu của đạo môn nhiếp sinh công cũng có thể trở nên ôn thuần mà nói, như vậy tuyệt đối là một chuyện vui lớn. Đi thử liền biết, Sở Trần kéo tay Tống Nhan, đi ra đại sảnh, đêm qua lúc trở về, anh đi ngang qua một ao cá. Cá trong ao cá nghe thấy tiếng bước chân, giống như chim sợ cành cong, tản ra bốn phía. Sở Khai Bình cùng Bối Uyển Thanh cũng đi tới, đứng đối diện bọn họ. Ánh mắt Sở Trần nhìn chằm chằm ao cá, bỗng nhiên, tốc độ như điện, bắt lấy một con cá lớn giãy giụa trong tay Sở Trần. Sở Trần nhẹ nhàng thả cá lớn xuống nước, đồng thời, vận chuyển đạo môn nhiếp sinh công, chậm rãi bao lấy toàn thân cá lớn. Sở Trần buông tay, đuôi cá lớn vung lên, trực tiếp bơi về phía xa xa, nếu có lồng tiếng ở đây, cá lớn, mẹ ơi dọa chết con rồi. Đạo môn nhiếp sinh công, cũng không có tác dụng này. Sở Trần lắc đầu. Bất đắc dĩ buông tay. Sao lại như vậy? Tống Nhan cũng bắt được một con cá, như pháp pháo chế tạo, khi tay cô ở trong nước buông cá lớn ra, một màn khiến Sở Trần trợn mắt há hốc mồm xảy ra, con cá lớn này lại không có rời đi, ngược lại cực kỳ vui vẻ nhảy nhót vây quanh một tay của Tống Nhan, một màn này, Bối Uyển Thanh cùng Sở Khai Bình cũng nhìn đến ngây ngốc. Đây là tại sao? Bản thân Tống Nhan cũng không hiểu. Còn có tại sao? Sở Trần chua xót nói, đây nhất định là một con cá háo sắc. Tống Nhan xì với Sở Trần một tiếng, cùng nhau tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, Tống Nhan lại có loại nàng lực làm động vật ôn thuần. Nhan Nhan, xem ra chúng ta phải cùng nhau đến kiểm địa rồi. Sở Trần nói, chuyện của bác Trần giao cho hạ bác xử lý là được, dọc theo đường đi, chúng ta có thể thảo luận một chút đạo môn nhiếp sinh công, xem có thể tìm được nguyên nhân hay không. Vành tai Tống Nhan có chút đỏ lên, hai chữ thảo luận từ trong miệng Sở Trần nói ra, Tống Nhan cảm giác tràn ngập màu sắc. Không nên chậm trễ, các con mau xuất phát đi. Bối Uyển Thanh nói, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Bối Uyển Thanh vừa mới nhận được một cuộc điện thoại, mở miệng nói, chuyên cơ bay tới kiểm địa đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể cất cánh. Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau xuất phát, từ Kinh Thành đến kiểm địa toàn bộ hành trình hơn 1.000 km, cho dù là đi máy bay cũng phải mất 2 giờ. Đương nhiên, Sở Trần cùng Tống Nhan ngồi chuyên cơ, hơn nữa còn là tạm thời điều tới. Không cần thời gian chờ máy bay, sau khi đến sân bay, đã có người chờ đợi, toàn bộ quá trình, không lãng phí nửa phút thời gian. Chạy đua với sinh mệnh, dùng tốc độ nhanh nhất, bay đến kiểm địa, máy bay lướt qua đường băng và bay thẳng lên bầu trời. Nhìn bầu trời xanh mây trắng bên ngoài, Sở Trần nắm tay Tống Nhan,
mềm mại không xương, bóng loáng trắng mịn. Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tay em? Tống Nhan nhịn không được nói. Tay ngọc có thể làm cho rắn độc ôn thuần, cá vui mừng, đúng là đẹp a. Nắm ngón tay Sở Trần giữ chặt bàn tay Tống Nhan, ma sát giữa lòng bàn tay và lòng bàn tay khiến Tống Nhan có loại cảm giác xẹt qua dòng điện. Cũng là tu luyện đạo môn nhiếp sinh công, vì sao anh không có cách nào làm được điều này? Sở Trần thần sắc nghiêm túc, không được, anh phải nghiêm túc quan sát, cẩn thận thảo luận một phen, tìm ra nguyên nhân trong đó. Cổ trắng nõn của Tống Nhan lập tức tựa hồ bao trùm một tầng phấn hồng, môi sắp cắn ra nước, đừng làm bậy, đây là ở trên máy bay. Thảo luận võ công, không nên giới hạn địa điểm. Sở Trần nghiêm túc, nói không chừng trên máy bay, có thể có thu hoạch bất ngờ. Tống Nhan đồng ý, 2 giờ sau, máy bay hạ cánh. Ngón tay Sở Trần và Tống Nhan siết chặt, má đỏ trên mặt Tống Nhan còn chưa tan đi, nhịn không được véo thắt lưng Sở Trần một chút, đồ xấu. Sở Trần hồi tưởng, không đúng, là nghiêm túc suy tư hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, sau đó thở dài một hơi. Con đường dài đằng đẵng, trong 2 giờ, ngắn ngủi. Anh vẫn là không tìm ra được sự thật trong đó. Sau khi máy bay ổn định, Sở Trần và Tống Nhan nắm tay nhau đi ra ngoài. Bên ngoài, một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Sở Trần. Tái Tiên, Sở Trần đi qua. Người đến đón Sở Trần là Vương Tái Tiên. Vừa đi vừa nói, Sở Trần nói, Vương Tái Tiên gật đầu. Thời gian cấp bách, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới khu vực đỗ xe. Sau khi lên xe, Vương Tái Tiên chân đạp chân ga, xe chạy như điên ra ngoài. Bởi vì ngôi làng nơi xảy ra tai nạn tương đối hẻo lánh, chúng tôi cũng đi sâu vào kiềm địa, từ sân bay, tốc độ nhanh nhất, cũng phải gần 2 giờ mới có thể đến làng Hồng Miếu. Vương Tái Tiên trầm giọng mở miệng, thôn Hồng Miếu, là một thôn trang mà Sở Tiều Ngư và Vương Tái Tiên tạm thời định cư khi làm nhiệm vụ. Ở sâu trong kiềm địa, tình huống của Tiểu Ngư như thế nào? Sở Trần hỏi, phong cảnh bên ngoài xe nhanh như chớp, một cước chân ga của Vương Tái Tiên đạp xuống. Khiến Tống Nhan kinh hồn bạt vía, nắm chặt tay Sở Trần. Sở Trần cũng hiểu vì sao Vương Tái Tiên lại tự mình tới đây, tốc độ xe như hắn, tài xế bình thường thật đúng là không khống chế được. Nhưng hiện tại, cứu người như chữa cháy, Sở Trần nhất định phải chạy tới hiện trường trước tiên. Sau khi bị kiến độc biến dị cắn, Tiểu Ngư Nhi kiên trì trở về thôn trang, sau đó ngã xuống, hôn mê bất tỉnh, sau đó còn bắt đầu sốt cao. Vương Tái Tiên nhanh chóng trả lời Sở Trần. Nhân viên y tế đi theo chúng tôi đã dùng tất cả phương pháp, cũng không có cách nào để cho Tiểu Ngư Nhi hạ nhiệt xuống. Tình hình của Tiểu Ngư Nhi ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng may mắn chính là, đội ngũ dược cốc kịp thời chạy tới, hơn nữa sử dụng phương pháp châm cứu, bảo vệ tâm mạch của Tiểu Ngư Nhi, nhưng vị bác sĩ Kiều kia nói, ông ấy cũng không có cách nào giải độc. Ngay cả Kiều trưởng lão cũng không có cách nào hóa giải độc của kiến độc biến dị. Điều này đủ để nói lên độc tính của kiến độc biến dị đáng sợ như thế nào. Sở Trần gật đầu, thấy hai tay Vương Tái Tiên cơ hồ muốn tháo toàn bộ vô lăng ra, lúc này mở miệng nói, Tái Tiên, thả lỏng một chút, tôi có cách giải độc kiến. Nhưng Vương Tái Tiên cũng không vì vậy mà thả lỏng, có quá nhiều người nói câu này. Cho dù là đội ngũ dược cốc, ngay từ đầu cũng không để độc kiến ở trong lòng, nhưng sau khi chính thức tiếp xúc, đều ngửi thấy biến sắc. Hiện giờ 10 vạn đại sơn này, thứ đáng sợ nhất, không phải mãnh hổ hung thủ, không phải mãng xà khổng lồ. Mà là một con kiến nhỏ. Sở Trần cũng không chú ý tới Tống Nhan phía sau đang tìm dao, thần sắc của anh mang theo mỉm cười nhìn cô gái này. Cô gái giật mình, chợt thấp giọng trả lời, Miêu Y Y. Miêu Y Y, Sở Trần còn muốn nói cái gì, cảm giác được sát khí phía sau, lúc này sau lưng lạnh lẽo, vội vàng nhìn về phía Sở Tiểu Ngư, Tiểu Ngư Nhi, anh thiếu chút nữa chịu tiếng oan vì em. Sở Trần vốn muốn trêu chọc Miêu Y Y vài câu, nhưng lúc này không dám. Nhanh chóng rút kim bạc cắm trên người Sở Tiểu Ngư xuống, Kiều Thương Sinh thấy thế, đồng tử đều co rụt lại, những kim bạc này đang bảo vệ tính mạng Sở Tiểu Ngư, nhưng, Kiều Thương Sinh đối với Sở Trần cũng rất tín nhiệm, tuy rằng nội tâm có nghi hoặc, cũng không nói gì. Đợi một chút, Lôi Sĩ Dục ở một bên lại nóng nảy, thốt lên, vừa rồi bác sĩ Kiều không phải nói, những kim bạc này chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng Sở Tiểu Ngư, hiện tại, bây giờ là để cửu mạng Tiểu Ngư Nhi. Ý cười trên khuôn mặt Sở Trần đã biến mất, thay vào đó là một cỗ nghiêm túc, động tác như gió, từng cây kim bạc rơi xuống các huyệt vị trong cơ thể Sở Tiểu Ngư. Sở Tiểu Ngư chỉ là kịch độc trong người, cho dù không có trị liệu thuật lớn, Sở Trần cũng có thể lợi dụng nội lực của mình ép kịch độc trong cơ thể Sở Tiểu Ngư ra. Đây cũng là nguyên nhân anh tự tin có thể cứu Tiểu Ngư Nhi.
Đương nhiên, những người khác, cho dù là Kiều Thương Sinh, nội lực của hắn cũng không đủ để ép ra cỗ kịch độc bá đạo hung mãnh này. Giờ này khắc này, ánh mắt Kiều Thương Sinh phát sáng, không thể tin nhìn động tác của Sở Trần. Thiếu chủ thi triển ra lại là một mồn châm cứu thần kỳ mà hắn chưa từng thấy qua. Không phải kim châm độ mệnh thuật, nhìn qua so với kim châm độ mệnh thuật càng thêm sâu không lường được. Sau một phen thi châm, Miêu Y Y ở bên cạnh một tiếng kinh hô, Sở Trần trực tiếp giữ chặt tay Sở Tiểu Ngư đang hôn mê, kéo hắn lên. Ra tay rất nhanh, liên tục vỗ vào các huyệt vị trên người Sở Tiểu Ngư. Một lát sau, Sở Tiểu Ngư phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Máu tươi vô cùng đen kịt, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Miêu Y Y lại một tiếng kinh hô, theo cô thấy, người này quả thực là muốn đến giày vò ân nhân cứu mạng của cô. Nhưng mà lúc này, Kiều Thương Sinh nở nụ cười, không hổ là thiếu chủ, đối với chúng ta mà nói chuyện bó tay vô sách, thiếu chủ vừa đến, tiện tay có thể phá, Sở Tiểu Ngư được cứu rồi. Vương Tái Tiên bước nhanh lên phía trước, hắn cảm giác được Sở Tiểu Ngư đang chậm rãi tỉnh lại. Lôi Sĩ Dục lập tức sắp xếp người đi xử lý máu độc Sở Tiểu Ngư phun ra, cầm đi cho tổ chuyên gia nghiên cứu, có lẽ sẽ có trợ giúp giải mã độc tính của kiến độc biến dị. Sở Trần đã rút kim bạc ra, Sở Tiểu Ngư nằm trở lại trên giường. Tiểu Ngư Nhi, Vương Tái Tiên đi qua liên tiếp hô vài tiếng, khi nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Ngư Nhi cũng dần dần khôi phục một tia huyết sắc, Vương Tái Tiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Trần lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại được trả lời trong vài giây. Tình hình của Tiểu Ngư Nhi thế nào? Thanh âm Sở Khai Bình mang theo thấp thỏm, bất an, còn có một tia kinh hoàng. Sở Trần mỉm cười, không sao rồi. Ba chữ đơn giản giống như thuốc an thần, Sở Khai Bình nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống. Từ khi nhận được tin tức đến bây giờ, lòng Sở Khai Bình vẫn treo lơ lửng giữa không trung, đứng ngồi không yên, hắn thậm chí không dám nói tin tức này cho mẹ của Tiểu Ngư Nhi. Sau khi Sở Trần xuất phát, Sở Khai Bình cũng không lúc nào lo lắng, sợ Sở Trần truyền đến tin tức không tốt. May mắn, Sở Trần không phụ trách trọng trách, được, thanh âm Sở Khai Bình mang theo run rẩy, kích động. Sau khi Sở Trần cúp điện thoại, Sở Tiểu Ngư cũng tỉnh lại. Kịch độc trong cơ thể đã hoàn toàn bị thanh trừ ra ngoài, Sở Tiểu Ngư sau khi tỉnh lại, cũng có thể trực tiếp rời giường, dù sao tố chất thân thể võ giả quả thật hơn xa người thường. Anh Trần, quả nhiên là anh tới rồi. Sở Tiểu Ngư nhếch miệng cười, em đã có một giấc mơ, mơ thấy mình đã nửa chân đều dẫm vào điện Diêm Vương, đầu trâu mặt ngựa còn đang dùng sức đẩy em, sau đó anh Trần đúng lúc xuất hiện, kéo em từ trong điện Diêm Vương trở về. Đó là đương nhiên rồi. Sở Trần vỗ vai Sở Tiểu Ngư, anh Trần ở đây, Diêm La Vương cũng không muốn được mạng của ngươi, tiểu tử ngươi giác ngộ rất cao a, vì cứu vớt an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, không tiếc mạo hiểm, suýt nữa thật đúng là liên lụy mạng sống của mình. Sở Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng, em lúc ấy sơ suất. Cũng không biết là sơ suất, hay là sắc đẹp trước mắt, có chút nhiệt huyết sôi trào, liều lĩnh. Sở Trần không quên trêu chọc Sở Tiểu Ngư anh hùng cứu mỹ nhân. Nói đến chuyện này, Sở Tiểu Ngư lập tức lấy lại tinh thần, anh Trần, cô gái người Miêu đêm qua em cứu, còn thật sự là một mỹ nhân, qua vài nám nữa, tuyệt đối là bông hóa của 10 vạn đại sơn. Ánh mắt mấy người trong phòng mang theo vài phần quái dị nhìn Sở Tiểu Ngư. Mặt Miêu Y Y đỏ lên, đêm qua thiếu niên anh hùng liều lĩnh xông lên cứu cô, sao lại ba hoa như vậy? Điều này sẽ làm đảo lộn hình ảnh anh hùng trong lòng cô. Có điều, cũng rất đáng yêu a. Buổi tối tia sáng trên núi tối như vậy. Người xác định nhìn rõ sao? Sở Trần quyết định để cho Sở Tiểu Ngư chết đến cùng. Hắc, anh Trần, em ở Kinh Thành được xưng là Tiểu Bạch Long trong quán đêm, có tối đến đâu đều có thể liếc mắt một cái nhận ra chất lượng mỹ nữ. Hơn nữa, thôn Hồng Miếu lớn như vậy, hơn nữa còn rút đi không ít người. Trong số những người ở lại, cô gái tên là Miêu Y Y kia, nói xong, Sở Tiểu Ngư nhận thấy có gì đó không thích hợp. Đột nhiên nghiêng mặt nhìn qua, Miêu Y Y một thân trang sức độc đáo của người Miêu. Sắc mặt đỏ bừng, hận không thể chui vào khe hở. Anh hùng, khiêm tốn một chút. Sở Tiểu Ngư ngơ ngác, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Sở Tiểu Ngư quay đầu, nhìn Vương Tái Tiên, đêm qua, có mang theo kiến độc biến dị trở về không? Vương Tái Tiên gật đầu, đã đưa đến phòng thí nghiệm tạm thời nghiên cứu. Đưa nó cho tôi, lại cắn tôi thêm vài cái nữa. Sở Tiểu Ngư nằm xuống, dùng trán che đầu, có loại cảm giác không thể yêu. Anh Trần quá đáng ghét. Hình tượng anh hùng cao lớn uy mãnh của hắn, khẳng định ở trước mặt Miêu Y Y hoàn toàn sụp đổ.
Loại cảm giác sắp chết này khiến Sở Tiểu Ngư cảm thấy mệt mỏi, Sở Trần cười ha ha, dặn dò Tiểu Ngư Nhi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cùng Tống Nhan tay trong tay đi ra khỏi phòng. Kiều Thương Sinh hiểu ngay, cũng nhanh chóng đi theo. Vương Tái Tiên sửng sốt một chút, rất nhanh cũng phản ứng lại, Lôi đội, tôi có việc thương lượng với anh, đi ra ngoài nói đi. Chẳng bao lâu, căn phòng yên tĩnh, Sở Tiểu Ngư muốn im lặng, thế nhưng, hắn cảm giác được, có bước chân tựa hồ đang tới gần hắn, quần áo có tiếng chuông, thanh thúy dễ nghe. Chản che đầu bị lấy ra, Sở Tiểu Ngư nhìn thấy một gương mặt non nớt xinh đẹp. Miêu Y Y lấy hết dũng khí, anh hùng Tiểu Ngư, cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng. Nội tâm Sở Tiểu Ngư có chút chột dạ, vội vàng trả lời, không, không có gì, đó là bổn phận của tôi. Bên ngoài phòng, Vương Tái Tiên báo cáo tình hình cụ thể với Sở Trần, việc xử lý kiến độc biến dị, vô cùng cấp bách. Có cần phải để cho người còn lại trong thôn Hồng Miếu bắt buộc đều sơ tán không? Lôi Sĩ Dục trầm giọng nói, đêm qua, phạm vi hoạt động của đàn kiến độc biến dị lại bắt đầu khuếch tán, tôi lo lắng, đàn kiến độc biến dị rất nhanh sẽ đến thôn Hồng Miếu. Đúng rồi, trong thôn Hồng Miếu còn có hơn 10 người bị thương, bọn họ cũng bị kiến độc biến dị cắn, nhưng mà, thương thế không có chí mạng, chẳng qua, miệng vết thương của bọn họ đều phát mù. Vương Tái Tiên mở miệng, Kiều trưởng lâu, những người bị thương này giao cho ngài. Sở Trần phân phó, Kiều Thương Sinh gật đầu, Tái Tiên, anh dẫn đường đi. Sở Trần nói, nếu đã tới, trước tiên đương nhiên là phải đi biết một chút kiến độc biến dị đáng sợ, tôi muốn đi xem tình hình cụ thể của kiến độc biến dị. Điểm này Vương Tái Tiên cũng không bất ngờ, Sở Trần tới, khẳng định sẽ chủ động đi tìm kiến độc biến dị. Trước khi xuất phát, Sở Trần đưa cho Vương Tái Tiên một tấm bùa, mang nó bên người, phòng ngừa ngộ nhỡ. Lôi Sĩ Dục ở một bên nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt. Nếu như không phải vừa mới xuất hiện thời điểm trị liệu cho Tiểu Ngư Nhi biểu hiện ra thực lực cường đại, hắn đều nhìn không được muốn mỏ, miệng nghi ngờ. Điều này cũng quá mê tín. Vào núi tìm kiến độc, còn phải đeo bùa. Đây là bùa xua đuổi. Sở Trần nói, có nỏ, cho dù anh đi vào trong đống kiến độc biến dị, cũng sẽ không có một con kiến độc biến dị dám đến gần anh. Lôi Sĩ Dục cũng cùng nhau vào núi, hắn từ chối bùa của Sở Trần. Sở Trần nói bùa xua đuổi, Lôi Sĩ Dục cũng không tin tưởng nhiều. Hắn tuy rằng cũng đến từ khúc đặc chiến, nhưng Lôi Sĩ Dục không phải võ giả, càng không biết thủ đoạn về kỳ môn. Sở Trần nhìn hắn một cái, ngược lại cũng không miễn cường. Bốn người lập tức xuất phát, hai ngôi làng cách nhau không quá 5 cây, đi bộ đường núi qua cũng rất nhanh. Phía trước chính là bờ sông phát hiện Miêu Y Y ngày hôm qua. Vương Tái Tiên trầm giọng mở miệng, chỉ vào xa xa, mọi người nhìn bộ xương bò bên kia, vết máu vẫn còn, chúng ta sắp tiến vào phạm vi hoạt động của kiến độc biến dị rồi. Lôi Sĩ Dục trong lòng không khỏi cáng thẳng. Mấy ngày nay, kiến độc biến dị giống như một cơn ác mộng quấn quanh trong đầu hắn. Hít sâu một hơi, Lôi Sĩ Dục cố gắng ổn định tinh thần, đi về phía trước. Tiếng nước sông truyền đến. Mọi người nhìn. Lôi Sĩ Dục đột nhiên kinh hô, chỉ vào cách đó không xa, dưới một gốc cây, có một xác động vật, phía trên bò đầy kiến độc biến dị. Lại ở khắp mọi nơi có thể nhìn thấy. Sở Trần đi qua, đồng tử Lôi Sĩ Dục không khỏi mở to. Đây có phải là người tài cao gan lớn? Hắn lại không e ngại kiến độc biến dị, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lôi Sĩ Dục đuổi theo, đồng thời nhắc nhở Sở Trần phải chú ý an toàn. Vương Tái Tiên đi theo bên cạnh Sở Trần vốn cũng cảm giác có chút cả người sợ hãi, nhưng khi đến gần, nhìn thấy một đống kiến độc biến dị kia lại nhanh chóng rời xa bọn họ, Vương Tái Tiên ngạc nhiên, theo bản năng lấy bùa trong tay ra. Đây là tác dụng của bùa xua đuổi. Lôi Sĩ Dục cũng trợn mắt há hốc mồm. Những thứ trước mắt này, là đám kiến độc biến dị hung mãnh mà bọn họ thường thấy từ xa sao. Đồng thời, điều khiến Lôi Sĩ Dục sợ hãi chính là, có kiến độc biến dị đi về phía hắn. Lôi Sĩ Dục kinh hô, theo bản nàng lui về phía sau vài bước. Sở Trần quay đầu lại, Lôi đội, cần bùa xua đuổi không? Sở Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không miễn cưỡng người khác. Cần, lần này, thanh âm Lôi Sĩ Dục vô cùng kiên định. Một tấm bùa ném vào trong tay Lôi Kiện Dục, mặc dù Lôi Sĩ Dục cảm giác rất không thể tin được, nhưng trên thực tế, con kiến độc biến dị vốn đang tới gần hắn, tựa hồ cảm ứng được mùi hương đáng sợ gì đỏ, xoay người liền rời xa hắn. Tôi có một ý tưởng. Lúc này, Vương Tái Tiên trầm giọng nói, nhìn Sở Trần, có thể phải vất vả cho anh Sở, chính là làm ra lượng lớn bùa xua đuổi, phong tỏa toàn bộ phạm vi hoạt động của kiến độc biến dị, sau đó chúng ta lại dùng biện pháp khác,
diệt kiến độc biến dị. Lôi Sĩ Dục ánh mắt sáng lên, cá nhân hắn rất tán thành đề nghị này. Ít nhất xung quanh 3 cây em, vẫn là dưới hoàn cảnh núi non trùng điệp đi bộ như vậy, cũng phải làm bao nhiêu bùa mới đủ dùng. Sở Trần liếc Vương Tái Tiên một cái, đề nghị là không sai, chính là có chút phí cho Sở Trần. Sở Trần tiện tay bắt được một con kiến độc biến dị, cá thể kiến độc sau khi biến dị trở nên lớn hơn một chút, đại khái là kích thước ngón út của một người trưởng thành, cũng có tương đối lớn, có thể lớn bằng ngón tay cái của người lớn. Lôi Sĩ Dục vốn muốn nhắc nhở Sở Trần cẩn thận, nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn Sở Trần biểu hiện ra, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Sự thật cũng chứng minh, hắn giữ im lặng là chính xác, Sở Trần liên tiếp bắt mấy con kiến độc biến dị, cuối cùng đều bị Sở Trần một cước giẫm chết. Ánh mắt Sở Trần nhìn về phía Tống Nhan. Tống Nhan hiểu được ý của anh, đi lên phía trước, bắt lấy một con kiến độc biến dị còn chưa kịp chạy trốn. Sau đó, Tống Nhan mở bàn tay kia ra, nhẹ nhàng đặt con kiến độc biến dị lên bàn tay, trong mắt Lôi Sĩ Dục mở to tròn vo. Đây chính là kiến độc biến dị a, tốt xấu gì các người cũng phải xem trọng hung tính của nó. Kiến độc biến dị khiến bọn họ bó tay vô sách, hiện giờ ở trong tay đôi nam nữ trẻ tuổi này, tựa hồ tùy ý nắm bắt. Lòng bàn tay trắng nõn bóng loáng, một con kiến độc biến dị bò lên trên đó, xoay vòng vòng, Vương Tái Tiên cũng trợn mắt há hốc mồm. Một màn trước mắt này, thật sự quá quỷ dị, em có thể chỉ huy hành động của nó hay không? Sở Trần tò mò hỏi, ví dụ, để nó đi sang trái. Tống Nhan lườm Sở Trần một cái, nó chỉ là biến dị, không phải thành tinh. Dưới sự kiên trì của Sở Trần, Tống Nhan vẫn thử, kết quả thật cũng như vậy. Tuy rằng kiến độc biến dị theo bản năng phóng thích thiện ý với Tống Nhan, nhưng nó cũng không có cách nào nghe theo trí tuệ của Tống Nhan. Mấy người một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới thôn trang ban đầu phát hiện kiến độc biến dị, đứng ở trên cao nhìn ra thôn trang, nếu là người có chứng sợ hãi dày đặc, giờ phút này nhất định ra đầu đều tê dại, toàn bộ phòng trong thôn, có một phần đã sụp đổ, bò đầy kiến độc biến dị. Anh định làm như thế nào? Tống Nhan hỏi, nghĩ cách. Tìm ra nguyên nhân của những biến thể kiến này để có thể giải quyết vấn đề gốc rễ. Sở Trần dẫn đầu bước đi xuống, anh tin tưởng, chân tướng ở trong thôn trang. Cho dù là linh khí toàn cầu tô phục, kiến cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến dị, cũng giống như, cũng không phải mỗi một nhân loại đều có thể thu được cơ duyên linh khí toàn cầu tô phục, có một số người bình thường, cuộc sống vẫn không thay đổi. Sự biến dị của đàn kiến, giống như dưới cơ duyên xảo hợp của con người gặp phải. Thôn trang kiến khắp nơi, 4 bóng người, chậm rãi đi vào, ngoại trừ độc tính hung mãnh ra, kiến độc biến gì cũng không có tính công kích sắc bén khác, có bùa xua đuổi trong tay, Vương Tái Tiên cùng Lôi Sĩ Dục nội tâm cũng đại định, một bên đi vào trong thôn trang, còn một bên đánh giá tình huống xung quanh. Có vẻ như, càng đi vào bên trong, sẽ xuất hiện những con kiến càng lớn. Vương Tái Tiên chú ý tới, khẽ hô mở miệng, hắn thậm chí phát hiện, có một số con kiến lớn khi bọn họ đi tới, dục dịch. Tuy rằng kiêng kỵ khí tức bùa xua đời, nhưng cỗ hung tính kia, khiến người ta sởn tóc gáy. Lôi Sĩ Dục cũng chưa từng nghĩ tới, đời này mình lại sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với một con kiến. Kinh nghiệm hôm nay là một trải nghiệm chưa từng có. Không bao lâu sau, 4 người đi tới trước một gian phòng cũ. Xung quanh nhà cũ, kiến độc biến dị dày đặc vây quanh, thể tích của từng con đều lớn hơn kiến độc bình thường. Nguyên thần Sở Trần bao trùm xung quanh, cuối cùng xác định. Nguồn gốc nơi tạo thành kiến biến dị, nằm ngay trong tòa nhà cũ này. Những con kiến này, không trốn. Vương Tái Tiên thử đi về phía trước một bước, nhưng con kiến độc trước cửa nhà cũ lại không có tránh né. Không thể nghi ngờ, nếu bọn họ cứ như vậy đi vào, đám kiến độc biến dị này nhất định sẽ cắn xé bọn họ. Giữa con kiến, dường như đang đối đầu. Nhan Nhan, mọi người lui ra sau một chút đi. Sở Trần nói, một mình anh đi vào xem một chút. Con người Tống Nhan có lo lắng. Nhưng, cô càng thêm tin tưởng bản lĩnh của Sở Trần. 3 người rút lui khoảng 50 mét, Sở Trần đi về phía cửa chính nhà cũ. Kiến độc biến dị nơi này hiển nhiên có chút không giống với bên ngoài, chúng tựa hồ đối với bùa xua đuổi thật sự không sợ hãi như vậy. Khi Sở Trần đi về phía cửa lớn nhà cũ, 7 kiến giống như thủy triều bò về phía Sở Trần. Chúng là tấn công theo bản năng, bởi vì trong phòng cũ, có bảo vật làm chúng biến dị. Nếu là võ giả tầm thường, đối phó với số lượng kiến dày đặc như vậy, có lẽ sẽ có loại cảm giác rất khó phát lực, nhưng đối với Sở Trần. Thủ đoạn công kích bùa của anh, muốn đối phó với đám đồ chơi này, thật sự quá dễ dàng ném ra 2 lá bùa hỏa, ngọn lửa đảo qua, lưu lại một đống thi thể kiến độc biến dị.
Trên cửa lớn cũng có không ít kiến độc biến dị, Sở Trần không chút do dự, trực tiếp đạp vảng cửa lớn nhà cũ một cước, chợt như mũi tên xông vào. Lôi Sĩ Dục xa xa lần đầu tiên nhìn thấy loại thủ đoạn công kích bùa kỳ môn này, trợn mắt cứng lưỡi. Anh ta có cảm giác xem một màn trình diễn ma thuật. Bên trong ngôi nhà cũ, đây là một ngôi nhà cũ bỏ hoang nhiều năm, đồ đạc trong phòng đều rách nát không chịu nổi, giày đặc xếp đầy kiến biến dị. Sở Trần dùng bùa hỏa quét sạch biến đổi, bầy kiến này triệt để sao động, chạy trốn xung quanh, cũng có chút vẫn là vọt tới phía Sở Trần. Ánh lửa lóa mắt, Sở Trần cũng khống chế uy lực của bùa hỏa cực kỳ tinh diệu, đồng thời càn quét kiến biến dị, cũng không có đốt cháy gian phòng cũ này. Sau khi đi một vòng trong ngôi nhà cũ, Sở Trần cuối cùng đã khóa một vị trí tương tự như phòng củi, một con kiến độc biến dị không ngừng từ bên trong củi đi ra. Sở Trần đánh vỡ phòng củi, phát hiện kiến lại là từ dưới lòng đất chui ra, xem ra, đám kiến này là ở dưới đất đạt được cơ duyên. Sở Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, linh mạch toàn cầu tô phục, rất nhiều thứ chôn vùi ở thời đại võ giả cổ đều sẽ dần dần nổi lên mặt nước, Sở Trần chỉ là có chút tò mò, đến tột cùng là thứ gì, có thể khiến kiến sinh ra biến dị. Sở Trần sau khi xử lý kiến độc biến dị gần đó, tìm được một cái cuốc cùng xẻng sắt, suy nghĩ một chút, vẫn là gọi mấy người vương tái tiên vào, kiến độc biến dị trong phòng cũ đều bị Sở Trần càn quét không còn lại bao nhiêu. Nhìn thi thể kiến khắp nơi, nội tâm Lôi Sĩ Dục âm thầm khiếp sợ thực lực của Sở Trần. Vấn đề nan giải quấy rầy bọn họ nhiều ngày, ở trước mặt Sở Trần, ngay cả một chút khó khăn cũng không có. Nếu không có gì bất ngờ, nguồn gốc biến dị của đám kiến này, chính là ở nơi này. Sở Trần chỉ vào vị trí phòng củi bị sập, đồng thời nhìn thoáng qua cuốc và xẻng. Để tôi làm cho, Vương Tái Tiên cầm lấy cuốc, Lôi Sĩ Dục cũng nhanh chóng cầm lấy xẻng sắt, mặc kệ nói như thế nào, chung quy vẫn là chỗ hữu dụng cho bọn họ. Mặt đất này cơ hồ đã bị kiến độc biến dị đào rỗng, hai người dùng không đến 10 phút, liền đào ra một cái hố lớn, trong lúc bất chợt, cuốc của Vương Tái Tiên đụng phải dị vật, phát ra một tiếng vang nặng nề. Cẩn thận chút, Sở Trần mở miệng, quá trình này Sở Trần cũng không nhàn rỗi, dù sao cái chỗ này tùy thời còn có thể xuất hiện kiến độc biến dị, mỗi khi có kiến độc biến dị xuất hiện, đều sẽ bị Sở Trần loại bỏ trước. Động tác của Vương Tái Tiên và Lôi Sĩ Dục chậm lại. Nửa giờ sau, trước mặt bọn họ, là mười mấy vỏ rượu. Khó trách tôi vừa ngửi thấy mùi rượu. Sở Trần nhìn thoáng qua vị trí hố sâu, trong đó có một vỏ rượu bị vỡ, rượu chảy ra, bên trong còn ngâm không ít kiến. Vương Tái Tiên có chút nghẹn họng, biến dị của những con kiến này, nguồn gốc chính là một vỏ rượu này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin, may mắn thay, chỉ có một trong những vỏ rượu bị vỡ. Sở Trần nói, nếu như nơi này hơn 10 vỏ rượu đều vỡ vờ, vậy sẽ có bao nhiêu kiến bởi vậy mà biến dị. Đây là may mắn trong bất hạnh, ánh mắt Sở Trần dừng ở trên vỏ rượu. Anh rất tò mò, đến tột cùng là rượu gì, lại có thể khiến kiến biến dị. Sở Trần có chút thèm ăn, theo bản năng nuốt một ngụm nước. Nếu anh không sợ biến dị, liền nếm thử đi. Tống Nhan nhìn ra tâm tư nhỏ của Sở Trần. Sở Trần ho một chút, hay là trước tiên mang những vỏ rượu này về, sau khi nghiên cứu, sau đó quyết định có uống hay không. Anh Sở, bên ngoài còn có không ít kiến độc, chúng ta phải tiêu diệt chúng như thế nào? Vương Tái Tiên hỏi, ánh mắt Sở Trần rơi vào trên cái vỏ rượu bị vỡ, còn lại 1/3. Những loại rượu này chôn dưới lòng đất đều khiến chúng điên cuồng như vậy, chúng ta mang rượu ra ngoài, tin tưởng hầu như tất cả kiến độc đều sẽ tập trung lại đây. Sở Trần nói, sau đó một ngọn lửa thiêu rụi, về phần kiến độc lẻ tẻ còn lại, tôi sẽ chuẩn bị một ít bùa xua đuổi, để mọi người xử lý hậu quả. Hiểu rồi, Lôi Sĩ Dục chủ động đi qua ôm lấy vỏ rượu, vừa mới đi ra khỏi cửa nhà cũ, liền thấy xung quanh có không ít kiến độc biến dị xông tới. Lôi Sĩ Dục vội vàng chạy đến một chỗ trống trải, đập vỡ vỏ rượu, rượu chảy xuống đất. Lôi Sĩ Dục xoay người nhanh chóng rút về. Quả nhiên, không quá 10 phút, vị trí trống trải vừa rồi, đã phủ đầy kiến độc biến dị. Sở Trần yên lặng chờ đợi, mãi cho đến lúc hoàng hôn, một ngọn lửa lớn bốc cháy trước mặt phòng cũ, nhìn cảnh tượng ngọn lửa ngút trời, Vương Tái Tiên kích động không thôi. Trước ngày hôm nay, bọn họ lúc nào cũng lo lắng phạm vi khuếch tán của kiến độc biến dị càng lúc càng lớn, cho đến khi không có cách nào khống chế được. Nằm mơ cũng không ngờ, Sở Trần vừa mới tới, liền giải quyết vấn đề. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt bọn họ. Giờ khắc này, Vương Tái Tiên cùng Lôi Sĩ Dục trong lòng đều nặng nề buông xuống một tảng đá nặng, khuôn mặt toát ra ý cười, Lôi Sĩ Dục càng chủ động mở miệng,
muốn thừa dịp trời còn chưa tối, trên người hắn có bùa xua đuổi bảo hộ, bắt đầu thanh trừ kiến độc biến dị còn lại. Vương Tái Tiên lập tức cũng tỏ vẻ suy nghĩ tương tự. Sở Trần đương nhiên không có ý kiến, vứt bỏ độc tính của kiến độc biến dị, tiêu diệt những con kiến độc biến dị này rất đơn giản, một cước có thể dẫm chết, một ngọn lửa có thể thiêu chết. Về phần mười mấy vỏ rượu kia, bọn họ đều không có đề cập tới. Có thể làm cho vô số kiến biến dị, rượu mạnh điên cuồng quỷ dị, ai cũng có thể tưởng tượng được giá trị nghiên cứu của chúng, nhưng, trong mắt hai người, chuyện đương nhiên do Sở Trần xử lý. Khi ngọn lửa dần dần dập tắt, hai người lấy thôn trang làm trung tâm bắt đầu tiêu trừ những con kiến độc còn lại xung quanh, Tống Nhan nhìn hơn 10 vò rượu trước mắt, mỗi một vò rượu đều lớn như bỏng rổ bình thường, chúng ta phải đi ra ngoài gọi người tới hỗ trợ dọn những loại rượu này ra ngoài. Những loại rượu này có thể làm kiến biến dị, ai có thể khẳng định, có thể hấp dẫn mãnh thú còn lại hay không? May mắn lúc này biến dị, cũng chỉ là kiến. Nhan Nhan, anh làm cho em một màn ảo thuật. Sở Trần khóe miệng nhếch lên, đi lên phía trước, bỗng nhiên vung tay lên, giống như nhấc lên một trận cuồng phong, trong lúc nhất thời, bao trùm hơn 10 vò rượu trước mặt, bụi bay lên. Khi bụi dần tan, đôi mắt đẹp của Tống Nhan kinh hãi. Hơn 10 vò rượu, lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Sở Trần làm ảo thuật gì? Rượu đâu? Tống Nhan ngơ ngác hỏi. Sở Trần mỉm cười, ở trên người anh. Em không tin, Tống Nhan nghi hoặc đánh giá Sở Trần toàn thân một cái. Sở Trần toàn thân mỗi nơi cô đều thân mật qua, cô sao lại không biết, trên người Sở Trần còn có chỗ có thể giấu được hơn 10 vò rượu. Chúng ta trở về thôn Hồng Miếu trước đi. Sở Trần nắm tay Tống Nhan, trên đường trở về, cũng báo cáo thành quả chiến đấu với nhị thúc Sở Khai Bình. Nhị thúc, trên bản đồ của thúc, đường đen của kiềm địa, có thể tạm thời xóa đi. Sắc trời vừa tối, Sở Khai Bình ngồi trên ghế đá trong lương đình đầm sen, trước mặt hắn còn có một vị lão nhân. Chính là La Lão Thủ trưởng, La Tân. Hai người cùng nhau thương nghị thế cục hiện tại, tiếp tục xây dựng sách lược ứng phó. Khi tin tức của Sở Trần truyền đến, Sở Khai Bình lập tức đứng lên, ngây người, một lúc lâu sau, hưng phấn cười rộ lên, được, làm rất tốt. Sau khi ngồi xuống một lần nữa, ánh mắt La Tân mang theo nghi vấn nhìn Sở Khai Bình. Sáng nay, Sở Trần chạy tới kiềm địa, vừa mới có tin tức báo cáo, kiến độc biến dị ở kiềm địa đã bị nó tiêu diệt. Hơn nữa còn tìm được nguồn gốc biến dị của kiến độc. Khuôn mặt Sở Khai Bình tràn đầy kiêu ngạo, thật không hổ là cháu trai của hắn, đúng rồi, còn có một phần công lao của con trai hắn, tối hôm qua Tiếu Ngư Nhi không phải vì lập công bị thương sao. La Tân cũng mừng rỡ quá đỗi, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Sở Khai Bình thở phào nhẹ nhõm, có Sở Trần chạy đi khắp nơi, làm anh hùng chữa cháy cho Hoa Hạ chúng ta, loạn cục này, tin tưởng rất nhanh có thể ổn định lại. Ta cũng đột nhiên cảm thấy, sự kiện chim là án quốc, cũng không phải nghiêm trọng như vậy. Hai người nhìn nhau cười. Một lát sau, La Tân cảm thán một tiếng, thật sự không biết Sở thị các người bồi dưỡng thế hệ trẻ như thế nào. La gia chúng ta tuy rằng con cháu rất nhiều, khai chi tán diệp, nhưng không ai có thể tiếp cận cấp độ này của Sở Trần. Người nói hắn tuổi còn trẻ, tu luyện như thế nào mới có thể đạt tới khí tức cảnh. Nghe vậy, Sở Khai Bình giật mình, Sở Trần không phải là khí tức cảnh a? La Tân sửng sốt, đêm qua, ý của Sở Trần là thực lực của hắn rõ ràng ở trên võ đạo đỉnh phong, hắn vì sao phải lừa gạt mình. Nhưng La Tân nghĩ lại, Sở Trần cũng không giống như người báo sai thực lực của mình để khoe khoang, ánh mắt không khỏi mang theo nghi vấn nhìn Sở Khai Bình. Đây là chị dâu ta nói, hôm nay Tiểu Ngư Nhi xảy ra chuyện, lúc ta nóng lòng như lửa đốt, chị dâu nói cho ta biết, Sở Khai Bình gần từng chữ nói, Sở Trần hiện tại, là đương kim giới võ giả, người duy nhất. Vượt qua khí tức cảnh. Miệng La Tân há to đến cực hạn. Vượt qua khí tức cảnh. Hắn vốn tưởng rằng tối hôm qua Sở Trần đã đủ ưu tú, nhưng không nghĩ tới, hắn lại vẫn là khiêm tốn. Cái này cũng quá yêu nghiệt, biến thái. Thật lâu sau, La Tân mới mở miệng, vượt qua khí tức cảnh, vậy là cảnh giới gì? Hắn chưa bao giờ nghe nói, còn có võ giả vượt qua khí tức cảnh. Hình như được gọi là thần giới biến cảnh. Sở Khai Bình cảm thán, tiềm lực bản thân nhân loại, thật sự vô hạn khổng lồ, nhất là hiện giờ, linh khí toàn cầu tô phục, có dấu hiệu thời đại võ giả cổ tái lâm, rất nhiều chuyện khoa học kỹ thuật hiện đại không có cách nào làm được, cường giả thời đại vô giả cổ, lại có thể làm được. Trong lương đình, La Lão Thủ trưởng hai tay chắp sau lưng nhìn ra xa, ta chỉ vui mừng, Hoa Hạ, có Sở Trần. Nếu như thời đại võ giả cổ tái lâm, toàn cầu gặp phải rất nhiều khiêu chiến, Sở Trần. Chính là thần khí trấn quốc của Hoa Hạ chúng ta.
Sở Khai mặt phẳng hiện lên ý cười. Thần khí Trấn Quốc, vị lão thủ trưởng này cho Sở Trần một cái đánh giá nghịch thiên. Bây giờ chúng ta có thể đặt hầu hết sự chú ý của chúng ta trên núi Cường Lạp. Sở Khai Bình nói, nếu không có gì bất ngờ, Cục đặc chiến tổ điều tra số 9 cùng đội đột kích tổ 9 tổng cộng 4 đội viên tạo thành tiểu đội, đã vượt qua núi Cường Lạp, tiến vào lãnh thổ Án Quốc, hy vọng bọn họ cũng có thể giống như Sở Trần, mang đến tin tức tốt cho chúng ta. La Tân cảm thấy gánh nặng trên vai thoải mái không ít, đây chính là cảm giác có người chia sẻ áp lực. Ngoài ra còn có một nơi cần được chú ý chặt chẽ. La Tân trầm giọng mở miệng, bờ biển nước ta rất dài, muốn phong tỏa hoàn toàn phòng ngự không dễ dàng, nhưng hiện giờ, trình độ biến dị của sinh vật biển vượt xa đất liền, tuy rằng hiện tại còn chưa hình thành hiện tượng xâm lấn sinh vật biển quy mô lớn, nhưng mà, chúng ta phải trọng điểm đề phòng. Sở Khai Bình chậm rãi gật đầu, biển rộng lớn, sóng to gió lớn, phổ thiên cái địa. Một mặt tráng sáng mọc trên bầu trời, một con cá mập lớn cưỡi gió phá sóng, tốc độ nhanh như chớp. Nhìn qua tâm tình nhất định phải vui vẻ, mà người áo đen ngồi sau lưng nỏ, vẻ mặt sâu ria. Ánh mắt tràn đầy cô đơn, con cá ngốc chết tiệt này. Giang Khúc Phong mặt không chút thay đổi nằm trên lưng cá mập, mấy ngày nay, hắn vẫn thử giao tiếp với cá mập, muốn nó dẫn mình đến bờ biển, nhưng mỗi một lần, cá mập đều sai ý, dẫn theo hắn đột nhập vào lãnh địa của các loại sinh vật biển. Giang Khúc Phong quay đầu lại liếc mắt một cái, phía sau hắn, một hàng sinh vật biển đuổi theo, đây là Giang Sơn mà hắn đánh hạ với cá ngốc. Hắn muốn rời khỏi biển, nhưng nó nghĩ rằng hắn sẽ chinh phục biển lớn. Dưới sự hiểu lầm xinh đẹp này, Giang Khúc Phong dần dần có dấu hiệu trở thành bá chủ biển cả, nhưng đây không phải là cuộc sống ta muốn, khóe mắt Giang Khúc Phong ướt át, theo bản năng vỗ mạnh lưng cá mập một cái, hơn nữa hô một tiếng, ngốc. Đây là tên hắn đặt cho con cá mập lớn này, thuận tiện, một chữ ngốc. Trong mắt Giang Khúc Phong, đây chính là một con cá siêu cấp ngốc nghếch. A ngốc vui vẻ ngao du, nó giây lát hiểu được ý của chủ nhân, tiếp tục xung phong và chinh phục biển. Vùng biển mênh mông, màn đêm bao phủ, một chiếc thuyền lớn đi xa. Trên thuyền lớn, thuyền trưởng là một người Hoa Hạ, lúc này đang cầm kính nhìn ra xa. Bên cạnh, một thủy thủ trẻ đến, thuyền trưởng, khu vực chúng ta đến có thể xuất hiện cướp biển không? Thuyền trưởng lắc đầu, đoạn thời gian trước, thế lực hải tặc gặp phải đả kích trước nay chưa từng có, hiện tại thế lực hải tặc lưu lạc trên biển, đã không đáng sợ, hiện giờ biển rộng mênh mông này, đáng sợ nhất không phải là hải tặc, mà là... Một vài sinh vật biển đáng sợ, thời gian trước, không phải còn xuất hiện hơn chám con cá mập cắn xé tàu du lịch, may mắn cuối cùng được cứu. Tôi cũng đã nghe điều đó. Một thủy thủ khác nói, nghe nói là một cường giả Hoa Hạ thần bí xuất hiện, một mình, tay xé đàn cá mập, đuổi cá mập chạy đi. Tuy rằng câu chuyện có chút hoang đường, nhưng mà, quả thật cũng nói lên tình huống hiện tại của môi trường biển. Thủy thủ bên cạnh mỏ, miệng, đừng nói chuyện. Thần sắc thuyền trưởng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, một lúc lâu sau, hét lớn lên, toàn lực đẩy mạnh. Đằng sau chúng tôi, một nhóm cá voi sát thủ đuổi theo. Một chiếc thuyền lớn chở vật tư của bọn họ, không nhiều người lắm, lúc này, các thủy thủ nhao nhao xông tới, dưới ánh trăng chiếu rọi nhìn qua, trợn mắt muốn nứt ra, bọn họ nhìn thấy hình ảnh đáng sợ cả đời khó quên, hơn trăm con cá voi sát thủ nhảy nhót trong sóng biển, mở ra miệng to, vọt tới thuyền lớn. Khi họ muốn chạy trốn, đã phát hiện không kịp, cá voi sát thủ giống như săn bắn, xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bao vây thuyền lớn. Oanh oanh oanh, trực tiếp điên cuồng đâm vào con tàu lớn, nổ súng bắn, trên thuyền lớn bố trí một ít đạn dược hỏa lực, vốn là vì ứng phó hải tặc có thể gặp phải trong chuyến đi xa, nhưng hiện giờ dùng để đối phó với cá voi sát thủ biến dị, lại không ngờ, căn bản không có tác dụng. Xong rồi, thuyền trưởng lẩm bẩm. Ánh mắt của các thủy thủ cũng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Thế ngàn cấn treo sợi tóc, có người đột nhiên kinh hô lên, mọi người mau nhìn bên kia, lại có một đám sinh vật biển tới. Chúng ta đã trở thành bánh bao thơm rồi sao? Hình như là cá mập, theo sau là tất cả các loại sinh vật biển, kết hợp này là gì? Trời ơi, đằng sau con cá mập, có người. Người đàn ông mặc đồ đen, đứng sau lưng cá mập, vô cùng lạnh lùng. Khi bọn họ cách thuyền lớn khoảng trăm mét, cá voi sát thủ phảng phất cảm giác mình bị khiêu khích, nhao nhao rời khỏi thuyền lớn, xông về phía người đàn ông đứng sau lưng cá mập. Ầm, 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 người đàn ông đứng sau lưng cá mập ra tay, cách không đánh người, một con cá voi sát thủ bị đánh bay ra ngoài. Người trên thuyền lớn nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây là thần sao? Sự kiện du thuyền lần trước, khẳng định cũng là người đàn ông này ra tay cứu giúp,
hắn là thần hộ mệnh của người đi biển chúng ta. Tôi nguyện tồn xưng hắn là một vua biển. Thần sắc Giang Khúc Phong cũng cực kỳ phấn chấn, rốt cục nhìn thấy thuyền, điều này cũng có nghĩa là, CEO, hội rời khỏi biến cả của hắn đã đến. Rạng sáng đang ở ngay trước mắt, Giang Khúc Phong không cho phép đám cá voi sát thủ này thương tổn thuyền lớn, quyết đoán ra tay, trùng kích bầy cá voi sát thủ. Đàn cá voi sát thủ bị tấn công đến thất linh bát lạc, rất nhanh liền chạy tán loạn. Giang Khúc hăng hái, nhảy trở lại sau lưng cá mập A Ngốc, chỉ về phía chiếc thuyền lớn xa xa, đi. Tốc độ của A Ngốc rất nhanh, dẫn theo Giang Khúc Phong gào thét mà đi. Giang Khúc Phong ngây người, không đúng hướng, con cá ngốc này lại dẫn hắn đi đuổi theo cá voi sát thủ. Trong lòng Giang Khúc Phong một vạn con cá ngốc gào thét mà qua, hận chính mình không có cách nào chửi bới. Giang Khúc Phong chỉ có thể vỗ mạnh vài cái phía sau A Ngốc. A Ngốc lại hiểu, chủ nhân muốn xông đến nhanh hơn. A Ngốc liều mạng già của mình, toàn tốc truy kích. Vùng biển xung quanh con tàu lớn đã khôi phục lại sự an tĩnh. Nếu không phải trên mực nước biển còn có vài thi thể cá voi sát thủ trôi nổi, người trên thuyền quả thực hoài nghi vừa rồi xuất hiện ảo giác. Thuyền trưởng trước tiên phục hồi tinh thần lại, mau đi, thi thể của những con cá voi sát thủ này, đợi lát nữa chỉ sợ sẽ dẫn tới sinh vật biển càng thêm khủng bố. Con tàu nhanh chóng rời đi. Bên kia, Giang Khúc Phong lại thành công thu phục một tiểu đệ cá voi sát thủ. Trên con đường dẫn đến vua biển, một bước tiến lớn đã được thực hiện. Ánh mắt Giang Khúc Phong cô đơn, nằm sau lưng A Ngốc, có loại cảm giác cam chịu số phận. Trước khi A Ngốc thật sự hiểu được ý tứ của hắn chỉ có thể lang thang khắp vùng biển, Giang Khúc Phong trong lòng lại hối hận, hôm đó lúc Sở Trần rời đi, vì sao mình phải lựa chọn giả vờ, đưa lưng về phía Sở Trần vừa đánh quyền vừa nói chuyện. Kiềm địa, 10 vạn đại sơn, thôn Hồng Miếu. Lúc Sở Trần lại một lần nữa đẩy cửa đi vào phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Sở Tiểu Ngư, trong tay hắn cầm một cái chuông nhỏ, một tay nâng cầm mình, ngốc nghếch nhìn chiếc chuông nhỏ tinh xảo dùng dây đỏ sâu lại. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, Sở Tiểu Ngư tay cầm chuông nhỏ vội vàng nắm tay, ghé mắt nhìn qua, đồng thời cũng vội vàng đứng lên, Trần ca, mọi người trở về rồi à, em cũng đang chuẩn bị đi tìm mọi người. Sở Trần liếc hắn một cái, ta thấy ngươi là muốn đi tìm cô gái Miêu ra đi. Sở Trần đi qua, tò mò nhìn tay Sở Tiểu Ngư, chậc chậc, tín vật định tình. Trần ca, em chính là Tiểu Bạch Long Kinh Thành, sẽ làm loại chuyện ấu trĩ này sao? Sở Tiểu Ngư nói, chỉ là một cái chuông nhỏ, Miêu Y Y nói cảm ơn em cứu cô ấy, tặng cho em món quà nhỏ của Miêu gia, chỉ thế thôi. Sở Trần và Tống Nhan liếc nhau một cái, chỉ thế thôi, Sở Trần cười ha ha. Sở Tiểu Ngư có chút chột dạ, vội vàng chuyển đề tài, Trần ca, mọi người đi quan sát biến dị độc kiến đi, số lượng kiến độc biến dị này quá nhiều, diện tích bao trùm tuy rằng chỉ trong phạm vi 3 cây em, nhưng nếu nắm được, cũng không phải dễ dàng như vậy, hang ố của kiến độc biến dị đều bị ta diệt rồi. Sở Trần vỗ vỗ bả vai Sở Tiểu Ngư, ngươi nên tranh thủ thời gian đi tìm Miêu Y Y nói chuyện phiếm đi, tình thế trước mắt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của kiềm địa, ngươi lại nên chạy tới nhiệm vụ tiếp theo. Sở Tiểu Ngư trợn mắt há hốc mồm, kiến độc biến dị, đã diệt trừ rồi. Sở Tiểu Ngư có chút không thể tin được những gì mình nghe được, hiệu suất của Trần ca, cũng quá đáng sợ đi. Sở Trần lấy ra một cái vỏ rượu, nguồn gốc biến dị của kiến, chính là nó. Khi Sở Tiểu Ngư biết được, kiến độc biến dị hình thành lại là bởi vì một vỏ rượu, lại càng khó có thể tin, nhưng lời nói của Sở Trần, hắn lại không thể không tin. Cho ngươi một cái cớ đi tìm Miêu Y Y, Sở Trần mỉm cười nói, mời ông của cô ấy cùng với các lão nhân khác trong thôn Hồng Miếu tới đây một chuyến, nói cho bọn họ biết tin tức kiến độc biến dị đã bị tiêu diệt, còn có, tìm hiểu rõ một chút. Trong bọn họ, có ai biết lai lịch của vò rượu này hay không? Sở Trần lần nữa lấy ra vò rượu, bất ngờ phát hiện, đáy vò rượu, có một cái ký hiệu chưa từng thấy qua. Trong nháy mắt Sở Trần lấy ra một vò rượu này, con người Tống Nhan không khỏi tò mò đánh giá Sở Trần. Hơn 10 vò rượu, người này biết làm ảo thuật à? Hơn nữa, còn tiện tay cầm một vò rượu trong đó. Nhiệm vụ này, Sở Tiểu Ngư mừng rỡ nhận lệnh mà đi. Lý do công khai đi tìm Miêu Y Y, thôn Hồng Miếu không lớn, Sở Tiểu Ngư không đến 2 phút đã đi tới cửa nhà Miêu Y Y, trong đầu xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, Sở Tiểu Ngư nhìn không được tim đập mạnh lên, đứng ở cửa hít sâu vài cái, Sở Tiểu Ngư hắng cổ họng một chút, vừa định gõ cửa, phía sau liền truyền đến một thanh âm thanh thúy, anh hùng Tiểu Ngư. Đồng tử Sở Tiểu Ngư nhất thời mở to, Miêu Y Y đứng sau lưng hắn từ khi nào, điều này chẳng phải có nghĩa là...
vừa rồi một loạt động tác chuẩn bị hơi khoa trương của mình, lại bị Miêu Y Y nhìn thấy, anh hùng, tuổi xế chiều. Sở Tiểu Ngư ngầm cười, còn chưa mở miệng, Miêu Y Y đã chủ động đi qua, đẩy cửa ra, anh hùng Tiểu Ngư, vào đi. Miêu Y Y đi vào trước một bước, lúc đưa lưng về phía Sở Tiểu Ngư, nghĩ đến một loạt động tác của Sở Tiểu Ngư vừa mới nhìn thấy, khóe miệng không khỏi cong lên trăng lưỡi liềm. Anh hùng Tiểu Ngư, quá dễ thương. Ông nội, khách đến. Miêu Y Y hô lên. Sở Tiểu Ngư không phải là lần đầu tiên đến nhà Miêu Y Y, chẳng qua, mấy lần trước, là vì khuyên bảo ông nội của Miêu Y Y rời khỏi thôn Hồng Miếu, nhưng cuối cùng đều bị ông lão cự tuyệt, lần cuối cùng, ông lão còn trực tiếp cầm gậy gỗ đuổi hắn ra ngoài. Trong ấn tượng của Sở Tiểu Ngư, đây là một ông lão tính tình cực kỳ nóng nảy. Nhưng lần này, Sở Tiểu Ngư mang theo tin tức tốt tới, lúc đối mặt với ông lão, hắn cũng không sợ. Quả nhiên, lúc ông lão đi ra chính là mật đen, Y Y, ông nội bảo cháu đến Hồng Miếu dâng hương, cháu sao lại dẫn tiểu tử này về. Ông nội, cháu vừa dâng hương trở về, anh hùng Tiểu Ngư, vừa vặn ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Miêu Y Y đi lên phía trước, khoác cánh tay ông lão, đồng thời nhỏ giọng nói, ông nội, đây chính là ân nhân cứu mạng của Y Y, không phải ông vẫn luôn dạy Y Y, phải báo đáp ân tình sao? Hiện tại ân nhân cứu mạng tới rồi, ông sao lại còn nghiêm mặt? Nghe vậy, khuôn mặt ông lão biến ảo một chút, dịu vài phần, nhìn thoáng qua Sở Tiểu Ngư, tuy rằng cậu cứu Y Y, nhưng mà, nếu bởi vì như vậy bảo tồi rời khỏi thôn Hồng Miếu, vậy tuyệt đối không thể. Ông lão này, quá cố chấp. Miêu Y Y rót cho Sở Tiểu Ngư một chén nước, anh hùng Tiểu Ngư, uống nước đi. Sở Tiểu Ngư vội vàng cảm ơn, hơn nữa ngồi xuống. Ông lão càng nhìn càng không vừa ý, tiểu tử này có phải đối với cháu gái mình có ý đồ hay không? Đôi mắt của ông già đã quét về phía cây gậy dài dựa vào tường. Vừa phát hiện cái này manh mối, liền lập tức dập tắt hắn. Ông, lần này cháu đến, nhưng với tin tốt. Sở Tiểu Ngư uống hết chén nước Miêu Y Y tự tay rót xong, mới không chậm không nhanh mỏ, miệng nói, kiến độc biến dị, đã tiêu diệt, mọi người không chỉ không cần rời đi, còn có thể thông báo cho những người khác trong thôn đã rời đi, bảo bọn họ trở về. Thật sao, Miêu Y Y vô cùng vui mừng. Sở Tiểu Ngư gật đầu, vô cùng chắc chắn. Ông lão cũng lộ vẻ kích động, đứng lên, hồng thần có linh a. Sở Tiểu Ngư chần chờ một chút, vẫn mở miệng nói, đây cũng không phải là hồng thần hiển linh gì, là anh cháu tới, anh ấy tự mình ra tay, tiêu diệt biến dị độc kiến. Sở Tiểu Ngư ngày đầu tiên đi tới thôn Hồng Miếu đã nghe nói cái tên hồng thần, không chỉ có thôn Hồng Miếu, một vài thôn ở gần, đều tín ngưỡng hồng thần, thôn Hồng Miếu, cũng là trong phạm vi mấy chục dặm, thôn trang duy nhất có Hồng Miếu. Tuy nhiên, Sở Tiểu Ngư cho biết, hắn chưa bao giờ nghe nói hồng thần là thần thánh phương nào. Anh trai cậu tới, đó là sự sắp xếp của hồng thần. Ông lão trả lời một cách hợp lý. Sở Tiểu Ngư âm thầm oán thầm, đó là sắp xếp của cha tôi. Cỏ điều, hắn cũng không dám nói ra. Sở Tiểu Ngư dám khẳng định, nếu hắn ở trước mặt ông lão này nói một câu, cha tôi là hồng thần, hắn nhất định sẽ bị ông lão vác gậy đuổi theo 10 vạn đại sơn. Một số tín ngưỡng, là không thể tùy tiện chạm vào, tiết độc. Anh trai tôi còn mời các lão nhân của thôn Hồng Miếu, cùng nhau đi qua xem một chút, anh ấy tìm được nguồn gốc kiến biến dị, chỉ là có chỗ không rõ, hy vọng mọi người có thể giải thích cho anh ấy. Sở Tiểu Ngư nói, Miêu Y Y cũng nhìn về phía ông nội, cô biết trên người ông nội ẩn giấu không ít bí mật, ông không chịu rời khỏi thôn Hồng Miếu, có một nguyên nhân quan trọng, ông nội là người giữ đèn thế hệ Hồng Miếu này. Ông không thể rời khỏi thôn Hồng Miếu, đèn trong Hồng Miếu, mãi mãi cũng không thể tắt. Ngoại trừ ra khỏi Hồng Miếu, ông nội rất ít khi ra ngoài. Có điều lần này, không đợi Miêu Y Y mở miệng khuyên bảo, ông lão cũng đã gật đầu, nếu đã là ân nhân tiêu diệt kiến độc biến dị, dân làng Hồng Miếu chúng tôi, lẽ ra phải gặp mặt cảm tạ. Nửa giờ sau, thôn Hồng Miếu cơ hồ tất cả mọi người đều tập trung lại đây, tuy rằng Sở, Trần chỉ mời lão nhân của thôn Hồng Miếu. Nhưng khi nghe được tin tức kiến độc biến dị bị tiêu diệt, trên dưới thôn Hồng Miếu đều sồi trào, kích động đi ra. Lúc này, Sở Tiểu Ngư mới thật sự cảm nhận được địa vị của ông nội Miêu Y Y trong thôn này, mặc kệ có bao nhiêu người tới, vị trí lão nhân đứng, đều là vị trí C. Rất nhiều người nhìn ánh mắt ông đều mang theo cung kính. Sở Tiểu Ngư lặng lẽ kéo Miêu Y Y sang một bên, nhỏ giọng nói, Y Y, uy danh của ông nội cô ở thôn Hồng Miếu rất cao a. Đó là đương nhiên rồi. Miêu Y Y trả lời, ông nội chính là người giữ đèn của Hồng Miếu, đừng nói là thôn Hồng Miếu, thôn dân ở gần tín ngưỡng Hồng Thần,
đều rất tôn trọng ông nội, thậm chí, chỉ cần là ông nội mở miệng nói, đều được nhiều người ủng hộ. Người giữ đèn hồng miếu, Sở Tiều Ngư nhất thời hứng thú, cô có thể nói với tôi một cách chi tiết không? Miêu gật đầu, thời xưa, tổ tiên chúng tôi trải qua những ngày rất gian khổ, thường xuyên còn bị người khác khi dễ, về sau, có một vị tổ tiên được trời che chở, thực lực cường đại, làm cho cuộc sống của cả bộ lạc đều tốt lên, Miêu nói ra truyền thuyết cổ này lưu truyền ở thôn Hồng Miếu. Đại khái chính là, vị tổ tiên kia, chính là Hồng Thần sau này. Ông đã có những đóng góp to lớn cho bộ lạc, cuối cùng cũng vì bảo vệ bộ lạc mà hy sinh, bởi vậy được nhiều thế hệ cung phụng, thiết lập Hồng Miếu, hương khói không dứt, đèn đuốc không tắt. Lấy thôn Hồng Miếu làm trung tâm, phương viên có mười mấy thôn trang, đều tín ngưỡng Hồng Thần, đều là con nối dõi truyền thừa bộ lạc của Hồng Thần lúc trước. Miêu nói, mỗi một đời đều sẽ bầu ra một người giữ đèn, bảo vệ, không chỉ là đèn trong Hồng Miếu, còn có tín ngưỡng của tất cả con nối dõi Hồng Thần. Hóa ra là như vậy, Sở Tiểu Ngư cũng hiểu. Về truyền thuyết tổ tiên, không chỉ có Hồng Thần, ở rất nhiều nơi đều có một số phong tục lưu truyền càng thêm quái dị, nhưng cũng nhiều thế hệ cẩn thận tuân thủ, đây cũng là một phong tục truyền thống của Hoa Hạ. Lúc này, Sở Trần đã tay cầm một vò rượu kia đi ra. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thanh niên tuấn lãng đi về phía bọn họ. Bọn họ đều đã nghe nói, kiến độc biến dị chính là bị vị thanh niên trước mắt này tiêu diệt. Sở Trần còn chưa tới gần, đã nghe thấy không ít thanh âm cảm tạ. Đối với thôn Hồng Miếu mà nói, Sở Trần không chỉ cứu cả thôn bọn họ, mà còn cứu vớt tín ngưỡng của bọn họ. Một khi bị kiến độc biến dị bao trùm lại, Hồng Miếu cũng tất sẽ bị cắn nuốt. Tôi là Sở Trần. Sở Trần tự giới thiệu, tất cả họ đều nhớ cái tên này. Sở tiên sinh, cảm ơn cậu đã cứu thôn Hồng Miếu, cũng cứu thôn dân trên 10 vạn đại sơn. Ông nội của Miêu đi lên phía trước, lão phu Miêu Tùy Long, đại diện Hồng Miếu, cảm tạ đại ân đại đức của Sở tiên sinh. Sở Trần tay cầm vào rượu, Miêu lão khách khí rồi. Cảnh hàn huyên sẽ không nói nhiều, Sở Trần trực tiếp tiến vào chủ đề. Trong quá trình tiêu diệt kiến độc biến dị, tôi phát hiện nguyên nhân khiến kiến biến dị, dĩ nhiên là một vò rượu. Sở Trần đặt một vò rượu này trên mặt bàn, Miêu lão, không biết thôn Hồng Miếu, có truyền thuyết về vò rượu này hay không? Nghe vậy, trong lòng Miêu Tùy Long chấn động, ánh mắt mọi người đều rơi vào vò rượu. Không ai có thể tưởng tượng được, nguyên nhân gây ra tai họa này, sẽ là một vò rượu. Thôn Hồng Miếu chúng tôi, cùng với thôn trang xung quanh, nhà nào nhà nấy, đều có thể ủ rượu, công phu ủ rượu cũng là tổ tiên truyền lại từ đời này sang đời khác. Rượu có thể khiến kiến biến bị, chúng ta còn dám nấu rượu uống rượu không? Vò rượu này đến từ đâu? Bảy miệng tám lưỡi, Sở Trần sau đó cũng nói ra vị trí cụ thể phát hiện vò rượu này, vừa mới nói ra liền có người kinh hô thành tiếng, đó không phải là nhà của Miêu Hầu sao? Tôi nhớ rõ tổ tiên của Miêu Hầu, cũng từng có người rũ đèn. Tôi đoán là Hồng Thần lưu lại rượu, mới có thể có tác dụng thần kỳ như vậy. Miêu Tùy Long trầm giọng mở miệng, về truyền thuyết của Hồng Thần, câu đầu tiên, thường thường đều là Miêu Hồng, thuở nhỏ giỏi ủ rượu. Không hỏi còn không biết, văn hóa rượu 10 dặm 8 thôn này, lại còn có lịch sử lâu đời như vậy. Sở Trần nhìn một vò rượu trước mắt này, đột nhiên ôm nó lên, mọi người nhìn phía dưới vò rượu này, còn có đánh dấu một ký hiệu. Miêu Tùy Long nhìn qua, thần sắc nhất thời kích động không gì sánh được, ngón tay run rẩy, đây, ký này, giống như dấu vạch đá dưới tượng thần Hồng Miếu, nó đại diện cho, Hồng Thần. Sở Trần hiểu được, một câu đơn giản khái quát, vò rượu này chính là thứ tổ tiên ở thôn Hồng Miếu để lại. Truyền thuyết Hồng Thần, cách hiện tại bao nhiêu năm? Sở Trần không khỏi hỏi. Bao nhiêu năm, Miêu Tùy Long sửng sốt, đây cũng là lần đầu tiên ông nghe thấy vấn đề này. Suy tư một lát sau, Miêu Tùy Long cảm thán nói, vấn đề này, chỉ sự thật sự chỉ có tôi mới có thể trả lời cậu, truyền thuyết Hồng Thần đến nay, đời đời truyền lại, ước chừng đã có 2000 năm lịch sử. Quả nhiên, vừa vặn ở giai đoạn sau thời đại võ giả cổ. Sở Trần trong lòng đã có đáp án, Hồng Thần tín ngưỡng thôn Hồng Miếu, hẳn là một vị cường giả thời cổ võ giả, thử hắn để lại không còn trong dòng sông lịch sử, nhưng bởi vì linh khí thiên địa tô phục, di vật Hồng Thần cũng theo đỏ tái hiện nhân gian. Chỉ là, không ai có thể nghĩ tới, Hồng Thần để lại rượu, lại có thể làm kiến biến dị. Nguyên nhân của kiến đột biến là gì? Sở Trần cố gắng lấy được đáp án từ trên người Miêu Tùy Long, thế nhưng, anh cũng chỉ biết, Hồng Thần am hiểu ủ rượu, còn lại, đều chỉ ở trong truyền thuyết. Sở Trần suy nghĩ một chút,
vẫn là mở một vò rượu này ra. Cầm một cái bát tới, Sở Trần rót một bát rượu lớn. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Rượu có thể khiến kiến biến dị, ai dám uống? Ngộ nỡ uống cũng biến dị thì làm sao bây giờ? Mọi người hai mắt nhìn nhau. Mọi người ai muốn thử không? Sở Trần cười hỏi một câu. Đương nhiên, Sở Trần cũng là đùa giỡn mà thôi. Ngộ nhỡ thật sự có thôn dân uống xảy ra chuyện, anh cũng không chịu nối trách nhiệm. Trục Bạch uống rượu này, vẫn phải tự mình làm. Sở Trần đối với thực lực của mình có tự tin, trên đời này, nếu ngay cả anh cũng không dám uống một chén rượu này, thì không ai có thể uống. Sở Trần bưng bát rượu này lên. Một bên, Sở Tiểu Ngư nhìn không được mở miệng, anh, có muốn đổi bát nhỏ một chút hay không? Sở Trần liếc hắn một cái, tôi tuy rằng cầm bát, cũng không nói muốn một ngụm uống hết ha. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, Sở Trần nếm một ngụm. Rượu rất nguyên chất và thơm. Vào cổ họng có một mùi cay chui vào lồng ngực, sau đó bạo liệt ra, sau đó, một cỗ nhiệt lượng trực tiếp xông lên đầu Sở Trần. Ánh mắt Sở Trần mở to vài phần, cỗ nhiệt lượng này, bị nguyên thần của anh hấp thu. Một ngụm rượu nhỏ, khiến Sở Trần có loại cảm giác đại bổ nguyên thần. Đây là rượu bổ, bổ chính là nguyên thần, là linh hồn. Sở Trần không khỏi nhìn rượu còn sót lại trong bát, đột nhiên ngửa đầu một ngụm uống hết, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, Sở Trần có loại cảm giác nguyên thần sắp nổ tung. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao kiến biến dị. Rượu này, trùng kích chính là linh hồn. Nếu linh hồn không chịu nổi, hoặc là bị kích thích quá lớn, sẽ sinh ra biến dị. Nhưng mà, nếu lượng vừa phải, rượu này có thể phát huy tác dụng, đó chính là luyện hồn. Sở Trần kiềm chế vui mừng trong lòng. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn vô cùng to lớn. Anh nghĩ đến bể luyện hồn. Tác dụng vào rượu trước mắt này, cũng giống như là bể luyện hồn nhỏ. Dù cho Sở Trần đã là cảnh giới thần biến, một bát rượu, đều có thể kích thích đến nguyên thần của anh, có tác dụng rèn luyện. 10 phút trôi qua, Sở Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Sức mạnh nguyên thần của anh rõ ràng tàng lên. Sở Trần vẫn cảm thấy, nguyên thần là có cách tu luyện, nhưng anh tìm không được phương pháp tu luyện về nguyên thần. Không có bể luyện hồn rèn luyện, anh chỉ có thể thuận theo tự nhiên để cho nguyên thần trưởng thành. Nhưng hôm nay, có mẻ rượu này, Sở Trần tự tin, có thể làm cho nguyên thần nhanh chóng tàng trưởng. Ngoài ra, còn có thể dùng những loại rượu này trợ giúp cha cùng ông ngoại cùng với sư phụ. Bọn họ nếu có những loại rượu này kích thích, linh hồn sẽ càng thêm nhanh chóng thăng cấp thành nguyên thần. Nếu là rượu hồng thần để lại tăng nguyên thần, màu rượu cũng là màu đỏ sậm, vậy gọi là rượu đỏ luyện hồn. Trong lòng Sở Trần đột nhiên dâng lên một trận chờ mong, anh cố ý mang theo hai chữ rượu đỏ trong tên, bởi vì Ninh Lão Tiên tuy rằng si mê uống rượu, nhưng chưa bao giờ uống rượu đỏ, anh muốn cho Ninh Lão Tiên một hiện trường lớn thật thơm. Sở Trần một lần nữa đứng lên, lúc này, Miêu Tùy Long nhịn không được hỏi, Sở Tiên Sinh, rượu này, Sở Trần thần sắc nghiêm túc, đây là rượu tôi từng gặp qua, rượu quỷ dị nhất, vừa rồi nếu như không phải phản ứng của tôi kịp thời, chỉ sợ ngay cả tôi cũng muốn biến dị. Sở Trần dừng một chút, chợt trầm giọng nói, cho nên, để cho an toàn, tôi quyết định mang vỏ rượu này đi, tìm chuyên gia nghiên cứu, không biết Miêu lão ý như thế nào. Dù sao cũng là di vật hồng thần, anh phải trưng cầu ý kiến của người giữ đèn hồng miếu này. Hơn nữa, vừa rồi Sở Trần tự mình thử qua kết quả là, chỉ có linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, ít nhất cũng là võ giả khí tức cảnh, mới có thể thử rượu đỏ luyện hồn. Dưới khí tức cảnh, một khi uống xuống, tùy thời có thể hồn bay phách tán. Miêu Tùy Long trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, Sở Tiên Sinh nói đúng, vỏ rượu này giữ lại thôn Hồng Miếu, kỳ thật cũng tương đương với một quả bom hẹn giờ, ngộ nhỡ lần sau dẫn tới là chuột, rắn, thậm chí càng đáng sợ hơn, vậy hậu quả là không thể tưởng tượng được. Những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, tai họa kiến độc lần này đã khiến người ta sợ tới gần chết. Lời nói của Miêu Tùy Long đại diện cho thanh âm của cả thôn Hồng Miếu. Sở Trần một lần nữa bọc vỏ rượu này lại, bỗng nhiên nhìn về phía Miêu Tùy Long, Miêu lão, tôi muốn đến Hồng Miếu dâng hương, không biết tiện không? Từ trong di vật hồng thần chiếm được phần bảo vật này, Sở Trần muốn đi thể hiện tâm ý của mình một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.